chương 0010. Trên lệch. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ta không nên chết. Hạ tá đỡ tường đứng thẳng, tay trái giơ súng nhắm ngay a Adel, thanh âm cực kỳ khàn khàn. Hắn thoạt nhìn đã là nỏ mạnh hết đà, nói không chừng đâu rồi dưới ngã sắp xuống, sẽ thấy cũng bò không dậy nổi, nhưng hắn như trước vùng vẫy dậy chết, hạ tá hung ác cùng ương ngạnh người bình thường căn bản không thể lý giải. Ta sẽ giết ngươi, ta sẽ đào ra trái tim của ngươi. Ngươi vì sao còn chưa có chết? Adel tự hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi, nạn nhưng là trơ mắt nhìn hạ tá dùng đao đâm xuyên qua trái tim của mình, hắn hiện tại không nên còn sống. Hạ tá nắm thật chặt tay phải nắm chặt chủy thủ, ánh mắt dừng ở Adel, không nói gì, hắn sẽ không nói cho Adel trái tim của mình dài ở bên phải, Adel muốn biết đáp án, chỉ có thể ở thi thể của hắn trên tìm kiếm. Ngoan cường nhân loại quanh. Adele tựa hồ còn muốn nói điều gì làm cuối cùng cáo biệt, một tiếng súng vang lại cắt đứt lời của nàng. Hỏa diễm theo hạ tá hồng giữa nổ bắn ra mà ra, giận đánh về phía Adele, hạ tá luôn thói quen dưới loại tình huống này đột nhiên thời khắc công kích. Nhưng Adele đã có phòng bị, thân thể đột nhiên bạo khởi màu lam hỏa diễm, xoay vòng quanh mảnh liệt hướng lấy đến thình lình xảy ra ánh lửa. Đồng thời, Adele mạnh mẽ vẫy tay. Ngay lập tức sau, ánh lửa biến mất, Adele chậm rãi mở ra bàn tay của mình, hạ tá nghe được thử thử thanh âm, mơ hồ còn có thịt nướng hương vị, màu bạc đầu đạn nằm thẳng ở, đang, Adele lòng bàn tay, đang ở ăn mòn lấy bàn tay nàng. Nàng, giống như không chỗ nào thấy. Chậm rãi cuốn cổ tay, viên đạn lạch cạch một tiếng rơi ở trên mặt đất, Adele nắm chặt nắm tay. Đi thấy các ngươi thượng đế chứ. Adele thanh âm áp lực, hai chân một trước một sau, đồng thời quỳ gối, song chưởng mạnh mẽ hướng về phía trước vung một đầu màu lâm nhạt hỏa lan theo adel quanh thân trong hỏa diễm lột xác mà ra hung mảnh chạy về phía hạ tá người sói chủng tộc cách đấu kỹ ma lan nuốt ma lan nuốt là một loại truy tung công kích kỹ nếu công kích không đến mục tiêu nó sẽ biết đuổi theo đi xuống adel lại chưa cho hạ tá cơ hội phản kích cũng không có cho hắn sinh cơ thậm chí ngay cả sau đốt thi phân đoạn đều giảm đi người thường cho dù là lực lượng cơ thể cường đại trở lại, cũng không thể chống cự hỏa diễm cắn nuốt. Hắn sẽ biết biến thành cháy xém. Hà tá lắc mình tránh thoát hỏa lan lần đầu tiên đánh dết Một cái lăn mình, quay cuồng, đứng dậy sau hướng tới Adel phản phương hướng phóng chân chạy như điên. Ngay mặt căn bản không thể đối kháng, chỉ có thể chạy. Hà tá chạy động tốc độ thật nhanh, nhưng hỏa lan nhanh hơn, mắt thấy liền muốn đuổi kịp Hà tá. Hà tá đã muốn cảm thấy sau lưng nóng rực hơi thở. Đúng lúc này, một đạo lục sắc quan ảnh giống như giống như sao băng theo trên bầu trời rơi thẳng xuống, lấy không thể tưởng tượng tốc độ ngay lập tức dừng ở bổ nhào lên hỏa lan bên người, Fanny lộ ra bản thể, tay cầm phù thủy trượng cánh tay vung mạnh lên, theo hỏa lan thân hình trung gian, ở giữa, khẽ quét mà qua. Phốc Giống như bọt khí vỡ tan thanh âm, hỏa lan bành trướng ngay lập tức sau, nứt làm điểm điểm tinh quang, tiêu tán cùng vô hình đuổi đến hạ tá bỏ mạng mà chạy hỏa lan cứ như vậy, bị Fanny Phong khinh Vân Đạm đánh tan, đại cách đấu gia cùng cách đấu gia ở giữa chênh lệch có thể thấy được lấm đốm. Hạ tá vẫn như cũ đang chạy trối chết, hắn căn bản mặc kệ phía sau xảy ra chuyện gì, cũng nhìn không tới. Fanny nhìn một cái bởi vì nàng đột nhiên xuất hiện mà có chút kinh ngạc Adele, lại quay đầu nhìn về phía chạy như điên hạ tá, mở miệng nói. Đừng chạy rồi. Thanh âm tuy thấp, nhưng rõ ràng xuất hiện ở hạ tá bên tai. Hạ tá biết mình phía sau ra biến cố, bởi vì cái loại này tử vong cảm giác áp bách tiêu thất, nhưng hắn căn vốn không nghĩ tới sẽ có người giúp hắn giải quyết phiền toái, càng không có nghĩ tới, người kia sẽ là Fanny, nhưng mà hắn nghe ra Fanny thanh âm, vẫn là, hay là, ngừng lại, đứng ở ngõ nhỏ ở chỗ sâu, khoảng cách Fanny mấy chục thước, hắn kịch liệt thở hổn hển, cũng chưa đi hướng Fanny, chính là đứng ở nơi đó nghiêng đầu nhìn. Fanny gặp cả người là máu hạ tá ngừng lại, lại quay đầu nhìn về phía lan nữ Adele. Adele lỗ tai bởi vì vừa mới phẫn nộ đã muốn biến thành tai sói, cho nên Fanny có thể nhìn ra nạn là người sói, nàng không phải hạ tá, đối người sói nhận tri giới hạn cho sách vở, nàng là sự thật hiểu người sói nhất tộc, người sói sẽ không vô duyên vô cớ công kích nhân loại, hôm nay cũng không phải đêm trăng tròn, cho nên Fanny mới như vậy khắc chế, không có đối với Adele làm ra cái gì xúc động chuyện tình vì sao giết hắn? Fanny sắc mặt bình thản, nhẹ giọng hỏi. Adele ánh mắt nhìn lướt qua xa xa hạ tá, lại nhìn về phía mặt đại vu sư áo dài Fanny, không biết hai người là quan hệ như thế nào, do dự một chút, một tay xoa ngực đối với Fanny trước thi lễ, đứng thẳng thân thể sau lạnh lùng nói. Đại vu sư các hạ. Hắn bị, Vam Thi cắn bị thương rồi, đã muốn bị nhiễm, hừng đông trước, tiền, hắn phải chết. Nha, là như thế này nhưng người đứng thẳng fanny quay đầu nhìn về phía hạ tá hạ tá đã muốn dùng tay vịn chặt tường fanny biết rõ hạ tá ở đang trên lôi đài dũng mãnh thoạt nhìn đã thương không phải bình thường nặng ngươi đi đi ta tới xử lý fanny lại nhìn về phía adele nhẹ giọng nói đuổi chết vampy là người sói đích thiên chức adele đuổi chết đem muốn trở thành vampy nhân loại tự nhiên cũng không có sai fanny muốn thả nàng đi nhưng adele lại không nghĩ đi đại vu sư các hạ. Cắn bị thương hắn là không là bình thường, Vampy, ngươi không thể. Adele còn là muốn tự tay giết chết hạ tá. Chính như nàng theo như lời, cắn bị thương hạ tá là không là bình thường, Vampy, mà là có được cách đấu gia thực lực, Vampy, nam tước, sức cuốn hút không phải bình thường, Vampy, có thể so sánh, cho dù là đại vu sư, cũng không nhất định có thể cứu trị được. Ta cho ngươi đi fanny cắt đứt adele mà nói xoay người đối diện lấy adele tay phải cầm phù thủy trượng nhẹ nhàng đập vào lòng bàn tay trái trên nhìn adele lại nói ngươi không đi sao hiển nhiên fanny lười cùng adele vô nghĩa đối mặt đại vu sư uy hiếp adele chỉ có thể khuất phục nàng hoàn toàn không cần thiết vì giết chết một cái nhân loại mà cùng đại vu sư phát sinh xung đột vừa mới nàng như vậy chính là trong lòng có oán khí chính mình lại bị một người bình thường dùng súng đã thương mặc dù chỉ là thương da thịt nhưng bằng bạc viên đạn tạo thành miệng vết thương khép lại tốc độ rất chậm này đối với nàng mà nói là sĩ nhục adele không lời nào để nói lại động lại nhìn một cái xa xa hạ tá xoa ngực rồi hướng fanny cúi người thi lễ lập tức xoay người nhảy lên ngõ nhỏ sườn phòng ốc lại liên tục nhảy mấy cái liền mất tung ảnh fanny xoay người hóa thành một đạo lục quan ngay lập tức đã rơi vào hạ tá bên cạnh Ngươi fanny vừa mở miệng bùng một tiếng, mất đi áp lực càng ngày càng mệt mỏi hạ tá chân mềm nhũng, ngửa ra sau ngã ở trên mặt đất, thân thể rung động hai cái liền mất đi ý thức. Fanny ngồi thân lấy tay thử một chút hạ tá hơi thở, có hơi thở, nhưng rất yếu. Fanny do dự một chút, theo phù thủy áo dài bên trong xuất ra một cái tiểu bọc giấy, mở ra bên trong là tràn đầy màu trắng bột phấn, nàng lấy xuống hạ tá trên mặt trước mặt tráo, đem giấy trải bằng ở, đang, hạ tá trước mặt, nhẹ nhàng thổi một hơi màu trắng bột phấn chiếu vào hạ tá trên mặt, rất nhanh hòa tan, tiến tới biến mất. Muốn làm xong này đó, Fanny liền bắt lấy hạ tá cánh tay, lục quang bốc lên đem hai người bao đồ, bao vây, Fanny lôi kéo hạ tá phóng lên cao, mang theo lục quang hướng hoàng gia học viện bay đi. Cũng mấy phút, Fanny lôi kéo hạ tá về tới chính mình biệt thự phòng khách. Vẫy tay một cái, ngọn đèn tự động thắp sáng, tản mát ra vàng nhạc quang mang, bên tường ngăn tủ cũng tự động mở ra, một cái thảm từ bên trong bay ra, bày ra ở tại trong phòng khách đúng lúc này trên đất trống. Fanny đem hạ tá đặt ở kia thảm trên, sau đó. Do dự. Đứng thẳng thân thể, Fanny bắt đầu vây quanh muốn chết hạ tá đi tới đi lui, vẻ mặt thực, rất, do dự, đã đi ba phút, Fanny ngừng lại, hai tay đang cầm khuôn mặt của mình nhìn trên mặt đất hạ tá, trầm mặt ước chừng 5 giây, mở miệng tự mình an ủi nói. Sợ cái gì? Hắn chỉ là hai tử nói dứt lời, Fanny thực, rất, tự nhiên ngồi sống người xuống, tựa đầu sườn đến một bên, vươn tay bắt được hạ tá trên người màu đen áo choàng, hướng một bên ngang một ít. Hạ tá, bên trong cái gì cũng không có mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 0011 Sợ ngay người Fanny bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com trên thực tế, Fanny tay trưởng vẫn chưa chạm vào ngã hạ tá trên người áo choàng, chỉ là trống rỗng bắt lấy mà thôi, hướng bên cạnh lôi kéo, ở, đang, phù thủy lực dưới tác dụng, hạ tá áo choàng tự nhiên liền mở ra. Fanny phía trước là hạ tá sử dụng tạm thời bảo mệnh dược tề, chỉ là buộc chắc hạ tá một hơi, làm cho hạ tá sẽ không ở, đang, trong hôn mê chết đi, dược hiệu thời gian chỉ có một giờ. Mang theo vô cùng lo lắng phá động áo choàng bị Fanny xả đến hai bên, hạ tá thân hình lộ liễu đi ra. Vẫn nhìn chỗ hắn Fanny cổ tựa hồ thực, rất cứng nhắc, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hạ tá thân thể, thoáng quét, loại bỏ, hai mắt, tâm tư nhưng cũng lạnh nhạt không ít. Hạ tá thân hình gầy yếu, cả người là máu, trừ bỏ một ít trầy da bên ngoài, trên người hắn tổng cộng có hai nơi cực kỳ nghiêm đã thương nặng miệng, một chỗ là ở cổ, một chỗ khác là bên ngực trái trên, người sau thoạt nhìn hơn nghiêm trọng, xỏ xuyên qua đã thương, nhưng trên thực tế người trước càng trí mạng, bởi vì hắn là bị vampi cắn bị thương. Thế giới nhân loại căn bản là cho không dưới vampi nếu Fanny không thể cứu trị hạ tá, như thế chỉ có thể ở sau khi trời sáng giết chết hắn. Fanny cuối người nắm hạ tá cầm, sườn xoay một chút, đem hạ tá chỗ cổ miệng vết thương hoàn toàn hiện ra ở trước mắt, hai cái động nhỏ, chung quanh một ít tấm đều là huyết nhục cảm giác mơ hồ, nhưng đã muốn cầm máu lại nhìn một chút hạ tá ngực miệng vết thương huyết nhục có chút bên ngoài trở mình thoạt nhìn có vài phần dữ tợn nhưng đồng dạng cũng cầm máu fanny chân mày cau lại vàng nhạt dưới ánh đèn sắc mặt lúc sáng lúc tối nàng tự nhiên có thể nhìn ra miệng vết thương dưới vị trí bị tổn thương chắc là trái tim như thế thương thế nghiêm trọng hạ tá lại vẫn không chết chỉ có thể nói bất khả tư nghị hơn nữa nghiêm trọng như vậy miệng vết thương thế nhưng cũng có thể tự động cầm máu này căn bản không phải nhân loại bình thường có thể có năng lực kỳ quái fanny miệng lẩm bẩm hơi hơi nghiêng đầu nhắm hai mắt lại lại mở nhìn về phía hạ tá trong mắt hiện lên một mảnh nồng nọc kiểu đích quái dị phù văn cách đấu kỹ năng đặc biệt chân thực chi nhãn hạ tá tình huống trong cơ thể thu hết vào mắt fanny lập tức xuất hiện vẻ hiểu rõ nhưng ngay sau đó lại thay đổi thay đổi nhan sắc thu đi năng lực fanny đi đến một bên trước bàn một bên từ phía trên trong hộp sắt xuất ra châm tuyến, một bên lộ ra suy tư vẻ mặt, nàng đã biết hạ tá không chết nguyên nhân, bởi vì hạ tá trái tim dài ở bên phải, đào thứ qua bên trái trong ngực, tuy rằng bị thương khác khí quan, nhưng còn không đến mức làm cho hạ tá lập tức chết. Nàng hiện tại khó hiểu chính là, hạ tá mình khép lại năng lực, trong cơ thể hắn miệng vết thương không chỉ có cầm máu, hơn nữa đã muốn xuất hiện dính liền khép lại tình hình, này thực, rất, bất khả tư nghị không có người có thể khôi phục nhanh như vậy, Fanny cũng không được. Nhưng hạ tá có thể. Lại đi trở về hạ tá bên cạnh ngồi sổng xuống, Fanny cầm nàng giải phẫu nghiên cứu động vật khi sử dụng châm tuyến, cấp hạ tá chậm rãi khâu lại lấy trước ngực miệng vết thương, ánh mắt rất chân thành, động tác cũng rất thuần thục. Không bao lâu, khâu lại tốt miệng vết thương, Fanny lại đang hạ tá chỗ lòng ngực vải lên màu đỏ bột phấn, lập tức bàn tay dâng lên đàm sắc mông lung vần sáng, nhẹ nhàng kìm ở, đang, hạ tá miệng vết thương, những thuốc kia phấn ở, đang, vận sáng dưới tác dụng dần dần hòa tan, một bộ phận thẩm thấu vào miệng vết thương, một bộ phận hóa thành sền sệt chất lỏng, dần dần đã hình thành một tờ lá mỏng, che trùm lên hạ tá miệng vết thương. Rồi sau đó, Fanny lại theo thứ tự đối hạ tá phía sau lưng miệng vết thương cùng với chỗ cổ miệng vết thương làm đồng dạng xử lý, bất đồng duy nhất trên, ở, đang, cổ miệng vết thương Fanny vải lên mặt khác một loại màu đen thuốc bột. Fanny cùng hạ tá quan hệ, giới hạn cho hạ tá là Vivian bạn tốt, mà Vivian là Fanny đệ tử, không hơn, hạ tá trên người có rất nhiều đáng giá hoài nghi đích địa phương, Fanny vốn có thể không cứu hắn, vốn dĩ Fanny tâm tính mà nói, không có khả năng không cứu, chẳng qua, sẽ không làm việc nghĩa không được chùng bước huynh này sở hữu. Hạ tá bị vampy, nằm tước cắn bị thương. Tất nhiên bị nhiễm, Fanny đối với hắn bày cứu, cũng chỉ là làm thường xuyên nhất quy bị nhiễm cứu trị thi thố, đương nhiên hiệu quả nhất định là có, chẳng qua, đối vampi nam tước bị nhiễm hiệu quả kém một chút, hạ tá có thể hay không thoát khỏi trở thành vampi vận mệnh, càng chủ yếu vẫn là, hay là, dựa vào chính hắn. Kỳ thật lấy Fanny năng lực mà nói, cứu trị bị vampi nam tước bị nhiễm nhân loại vẫn là, hay là, thực, rất, khó khăn, cho nên hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, cũng không có ở, đang, hạ tá trên người phí nhiều công sức. Làm tốt hết thảy, Fanny ý đồ đem hạ tá hai tay vẫn nắm chặt súng cùng chủy thủ lấy xuống, nhưng trong hôn mê hạ tá cầm vẫn như cũ thực, rất, nhanh, Fanny kéo kéo liền bỏ qua. Đem châm tuyến dây vải chờ, đẳng cấp, dụng cụ thả lại xa xa, Fanny bày ra nhìn một cái phòng khách bốn phía, nghĩ muốn tìm tìm một chỗ sắp đặt hạ tá, nhưng nhìn một vòng cũng không có tìm được nơi thích hợp, đặt ở trên sofa sẽ, biết, giờ sofa. Trên lầu trên giường lại càng không cần phải nói, Fanny là tuyệt sẽ không cho phép bất kỳ giống được sinh vật xuất hiện ở trên giường mình, cuối cùng. Fanny đem Hạ Tá lưu tại chỗ cũ. Lạnh lẽo trên mặt đất, có chừng một tờ thảm mỏng, cả người là máu chưa bị thanh lý trôi qua hạ tá thoạt nhìn có vài phần đáng thương. Fanny rửa sạch, thanh lý, xong xuôi trên vết máu sau liền về tới phòng khách, đi tới một bên trước sofa ngồi xuống, nghiêng người dựa ở phía trên. Nâng tay đem sau lưng mũ vung lên khấu trừ ở trên đầu, bàn tay nắm thành quả đấm chống sườn não, chậm rãi nhắm hai mắt lại. 3. Ngăn tủ trên dầu hỏa đèn vọt đột nhiên tắt. Cả tòa trong biệt thự đều lâm vào im lặng, hạ tá như trước hôn mê, mà Fanny thoạt nhìn cũng là cần nghỉ ngơi. Nhưng chỉ vẻn vẹn vẻ 5 phút sau, bên trong phòng khách dầu hỏa đèn liền lại đột ngột sáng, Fanny chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn về phía một bên trên mặt đất hạ tá ánh mắt thoáng ngưng thần, trên vần trán tự hồ lại không giải được tâm sự. Thật lâu không có đụng tới như vậy có ý tứ chuyện tình rồi, Fanny khó có thể đi vào giấc ngủ. 3. Fanny vỗ tay phát ra tiếng, rồi hướng lấy nơi cửa thang lầu ngoắc ngoắc tay chưởng, vài giây đồng hồ sau, đầu bậc thang phương xuất hiện ánh sáng, rất nhanh, tản ra mông lung hào quang thủy tinh cầu liền từ lầu hai trôi nổi xuống, theo hạ tá phía trên thân thể bay qua, đã rơi vào trên sofa Fanny trong tay. Fanny đứng lên, hai tay trống không xuất hiện lấy thủy tinh cầu, biểu tình thành kính, khuôn mặt hơi hơi dơ lên, thủy tinh cầu phát ra mông lung hào quan chiếu vào sắc mặt của nàng, xa hoa. Vĩ đại phù thủy chi thần, Merlin, Tính đồ của ngài. Theo Fanny phun ra cuối cùng một cái âm tiết, trong thủy tinh cầu sương trắng hướng hai bên khuếch tán, cho thấy một bức thê lương hình ảnh. Mênh mông vô bờ sa mạc, mặt trời chói chang treo cao, tản ra nóng rực hơi thở đúng là nóng nhất mùa, toàn bộ sa mạc thoạt nhìn khốc nhiệt không có một điểm xanh khí. Patagonia sa mạc, ở châu Mỹ Latin, đó là hạ tá gia hương. Phù thủy thuật, bói toán đi qua. Fanny bói toán hạ tá đích quá khứ, bởi vì nàng thực lực hạn chế, lúc này nàng không thể lựa chọn bói toán đoạn thời gian, càng không cách nào lựa chọn nghĩ muốn thấy cái gì, hết thảy đều là tùy cơ, trong thủy tinh cầu cảnh tượng, sẽ là hạ tá đi qua trong đời một cái đoạn ngắn hình ảnh chậm rãi di động, lấy quan sát thì giác lộ ra được sa mạc cảnh tượng, dần dần, trong tấm hình xuất hiện ba thân ảnh. Đó là ở, đang, một cái trên đồi cát, Fanny thấy được hạ tá, cũng nhìn thấy hai người khác, một người là lưu trữ tiểu hồ tử, mặt giá trẻ mà cũ kỹ quý tộc phục, xem quay mặt chắc là một người trung niên nam nhân, một cái khác còn lại là tiểu cô nương, búp bê bình thường, thoạt nhìn cũng năm sáu tuổi lớn nhỏ trong tấm hình hạ tá bộ dáng cùng hiện tại không có quá lớn khác biệt chính là non rất nhiều ngầm đen rất nhiều thoạt nhìn chắc là rời nhà khi tràn cảnh hạ tá đang cùng trong tấm hình hai người khác đối thoại không âm thanh âm nói cũng không phải anh ngữ cho nên fanny không thể căn cứ thần ngữ phân biệt năng lực phán đoán bọn họ đang nói cái gì nhiều nhất cũng chính là có thể biết người trung niên nhân kia là hạ tá phụ thân của bởi vì trên dung mạo hai người có chỗ tương tự Điều này làm cho Fanny có chút hậm hực, lãng phí một lần bói toán quá khứ đích cơ hội, lại không có được đặc biệt có dụng là tin tức, còn có thể biết hạ tá đến từ sa mạc. Điểm này căn bản là không cần bói toán đến biết, hạ tá nhập học trong tư liệu liền viết, hắn đến từ Patagonia sa mạc. Trong tấm hình hạ tá cùng hai người làm cuối cùng cáo biệt, tiểu cô nương còn thân hơn hạ tá hai má. Hạ tá thân ảnh dần dần đi xa, lần này bói toán cũng tiến nhập kết thúc. Fanny có chút vô cùng buồn chán, không có nhìn nữa dục vọng. Đúng lúc này, bỗng nhiên. Trong tấm hình cái kia vẫn nghiêng người đứng thẳng trung niên nam nhân hơi hơi xoay người, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng về phía hình ảnh bên ngoài Fanny. Fanny ánh mắt nhất thời mở to vài phần, trong nháy mắt sợ ngây người. Nàng gặp cực độ không thể lý giải chuyện tình, nàng nhưng để xác định, người nam nhân kia hay là tại xem chính mình, điều này sao có thể? Hảo hảo chiếu cố hắn trong tấm hình trung niên nam nhân mở miệng nói, có chút ẻo lả thanh âm, Fanny nghe được. Vừa dứt lời, trung niên nam nhân liền giơ tay lên, đối với Fanny khoa tay múa chân một cái nổ súng động tác. Oanh. Một tiếng súng vang, hình ảnh nhất thời nổ, toàn bộ thủy tinh cầu quang mang nhanh chóng thu liễm, hết thảy đều quy về yên lặng. Fanny hai tay nâng thủy tinh cầu, hoàn toàn dại ra, ánh mắt nhìn chầm chằm đã muốn mất đi hào quang thủy tinh cầu mãn nhãn là không nhân tin. Làm sao có thể? Tại sao có thể có người như thế? Fanny chỉ là ở, đang, bói toán đối phương, chỉ là một đoạn quá khứ đích hình ảnh, trong chân dung người làm sao có thể nhìn đến chính mình. Phát ra âm thanh. Lại làm sao có thể mạnh mẽ gián đoạn bói toán? Đây cũng không phải là bất khả tư nghị có thể hình dung, Fanny nhưng là đại cách đấu gia, nhưng vừa mới hết thảy, đều đã hoàn toàn vượt ra khỏi của nàng nhận tri. Trung niên nam nhân bóng dáng không ngừng ở đang, Fanny trong đầu thoáng hiện, kia hai nét trâu nhỏ con càng bắt mắt. Fanny tự hồ nhớ ra cái gì đó, thân thể khẽ run lên, trong đầu hiện ra một cái thân ảnh, một người mặc áo choàng tay cầm súng nam nhân, dần dần, hai đạo nhân ảnh bắt đầu trùng hợp. Tiểu Hồ tử, âm nhu ngữ khí, sáng ngời ánh mắt. Fanny tự hồ tìm tới chính mình mới trước đây trí nhớ, trừ bỏ mặt bất động ra, vẫn là hay là xem ra mặt vẫn là, hay là, người kia. Fanny chợt phát hiện chính mình. Nhận thức người này. Rời đi lão sư bên người trước, tiền, gặp qua. Chát lơ vương. Fanny ánh mắt hoàn toàn trừng lớn, thì thào tự nói. Mạnh mẽ quay đầu, Fanny nhìn về phía nằm trên mặt đất thảm hề hề hạ tá. Hắn, là chát lơ vương nhi tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 0013 Chúng ta kết giao chứ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hạ tá thân thể cứng nhắc lại hạ xuống, lập tức thực, rất tự nhiên ngẩng đầu, làm bộ như không có nghe rõ bộ dạng, mờ mịt nói. Lão sư ngươi nói cái gì? Fanny mím môi, nhìn hạ tá mỉm cười, nhẹ giọng nói. Ngươi không cần khẩn trương, ta nhận thức chắc lơ tiên sinh, mẫu thân của ngươi kêu Ori đúng không? Ngươi còn có cái mùi mùi, kêu Milly. Hạ tá miệng hơi hơi trưởng thành một ít, sững sờ nhìn Fanny, trong phòng ước chừng yên tĩnh hai ba giây sau, hạ tá nói. À, đúng, hắc hắc. Hắn chỉ nói này đó, nói dứt lời, hạ tá liền lại bắt đầu cúi đầu ăn cái gì. Thoạt nhìn, hạ tá cũng không tín nhiệm Fanny, Fanny cảm thấy. Mẫu thân ngươi là người xê ra." Fanny sử xuất đòn sát thủ, đây là hạ tá vẫn giấu kín chuyện tình. Hạ tá lại ngẩng đầu, miệng chậm rãi nhai lấy này nọ, nhìn Fanny không nói lời nào, biểu tình thoạt nhìn lập tức lạnh rất nhiều. Gặp hạ tá một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dạng, Fanny nở nụ cười, ngẩng đầu nhẹ nhàng cản dưới miệng, lại cảm thấy có chút thất thố, thả tay xuống khinh ho một tiếng, một lần nữa cầm lấy dao nỉ nhìn hạ tá nói. Ta thật sự nhận thức phụ thân ngươi, chát lơ, quyên so đúng không? Còn có mùi mùi của ngươi là thu dưỡng, hiện tại hẳn là sáu bảy tuổi rồi, mẫu thân ngươi là người xê ra tộc trưởng, nhà đúng rồi, phụ thân ngươi lúc nói chuyện có một chút. Phan ngừng lại, nâng tay hơi hơi nhếch lên ngón út, xiêm áo một cái thực, rất, tay của nữ nhân thế, nàng ở, đang, biểu đạt chát lơ có chút ẻo lả. Thực xin lỗi, ta vô tình mạo phạm phụ thân ngươi, nhưng là... Ta phải cho ngươi tin tưởng ta, Ngươi là người xê ra, này không có gì. Fanny khẽ cười nói. Vào wow nhà, không nghĩ tới, Fanny lão sư. Ta nhưng lấy gọi ngươi Fanny sao? Hà Tá trong nháy mắt dễ dàng, trên mặt lộ ra tươi cười. Fanny biết quá nhiều chuyện, hắn lại hoài nghi Fanny đã không có lý do gặp được phụ thân người quen. Hà Tá nhất thời đối Fanny nhiều hơn một chút cảm giác thân thiết. Ở bên ngoài tướng này gần một năm, hắn sống cẩn thận quá mức cẩn thận đương nhiên có thể. Fanny cười đáp lại nói, chắc lơ vương nhi tử, gọi mình danh tự đương nhiên không thành vấn đề. Fanny, cái kia. Cái kia ngươi còn ăn sao, hạ tá cầm cái xiên chỉ chỉ chứa mấy cây thịt chiên tràn cái mâm nói, mâm nhỏ khoảng cách Fanny tương đối gần. Nha, cho ngươi. Fanny cầm lấy mâm nhỏ đưa cho hạ tá, lại buông tay kia thì giao ăn, hai tay chống lấy cầm, nhìn tiền ninh nói. Phụ thân ngươi thế nào? hắn hà tá xiên lên nghiêm chỉnh cái thịt tràn không có cắt trực tiếp nhét vào miệng muốn một ngụm rồi sau đó một bên nhai lấy vừa nói hắn tốt lắm trong bộ lạc liền hắn thanh nhàn nhất mỗi ngày cũng không có việc gì có thể làm cũng không tệ lắm ngươi là làm sao mà biết phụ thân ta là chát lơ chát lơ nói cho ta biết ta gần nhất mới nhận được tin tức còn để cho ta hảo hảo chiếu cố ngươi không nghĩ tới ngươi liền là con của hắn fanny thực rất tự nhiên nói. Nha, như vậy. Hạ tá nhai lấy đồ ăn gật gật đầu, biểu tình được kêu là một cái thích ý, ngữ khí được kêu là một cái thoải mái, ở, đang, Fanny trước mặt, hắn mất đi câu thúc cảm. Nói một chút đi, trong đêm hôm qua làm sao vậy? Fanny tươi cười thu liễm một ít, trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi, nàng nghĩ muốn xuất ra trưởng bối nghiêm túc, như vậy sau cũng tốt ở chung. Ngày hôm qua, là như thế này hạ tá cầm lấy sữa uống một ngụm, buông cái chén lại liếm liếm khóe môi sữa tí, mới tiếp tục nói. Ngày hôm qua ta rời đi, cách đấu, tràng. Ta ở, đang, cách đấu, tràng chuyện tình ngươi có biết chứ? Ân hừ. Fanny gật đầu, làm nghe hình dáng. Ta rời đi, cách đấu, tràng sau, phát hiện có người theo dõi ta, chắc là hai người, ta dùng mấy cái giờ mới vung lắc bọn họ, sau đi tử quán ăn cái gì, sau đó có một nữ nhân ngồi ở thân thể của ta. Nàng câu dẫn ta, sau ta mới biết được nàng là Vampy, lúc ấy không biết, chính là nói nàng kêu Ever, ngươi cũng biết, cái chủng loại kia, người thật hấp dẫn. Chúng ta đến tử quán đối diện thuê phòng, nàng theo ta lên giường, ở, đang, chúng ta làm thời điểm nàng không có cắn ta, ở, đang, nghỉ ngơi trước, nàng cho ta mát xa thời điểm mới cắn ta, chính là trong chỗ này. Hạ tá ngữ khí thực, rất, tùy ý, một chút cũng không có có ý thức đến, lời của mình đúng không không bình thường, nói xong chỉ chỉ trên cổ của mình bị màu đen lá mỏng bao trùm miệng vết thương. Fanny Long Mi nhẹ nhàng chọn một chút, hỏi tới. Sau đó thì sao? Sau đó cái kia kêu Adele, người sói, xuất hiện, các nàng đánh nhau, sau ngươi cũng biết rồi, Ever bị đánh chạy, bởi vì ta bị Ever cắn, cho nên Adele nghĩ muốn giết ta, ngươi đã cứu ta. Cảm ơn ngươi, Fanny. Hạ tá lại nói lời cảm tạ Không khách khí, khụ, trước ngươi nói Ngươi cùng cái kia ever Fanny biểu tình lạ lạ Chúng ta trên giường rồi, làm sao vậy? Hạ tá giống như không có phát hiện vấn đề ra ở nơi nào Ngươi mới 14 tuổi Fanny mày hơi hơi nhíu lại nói Đúng vậy, 14 tuổi, ta là người xê ra Một năm trước tự thành niên Hạ tá mày cũng hơi hơi nhíu lại hắn vốn cho là mình cùng Ever thảo luận là một thực, rất, nghiêm túc chủ đề, là mình hiểm chút bị giết chết quá trình, nhưng Ever xoắn suýt trọng điểm giống như. Không đúng lắm. Hạ tá ánh mắt không khỏi hướng Ever đẩy đà ngực vụn trộm liếc một cái, ở nhà trang phục, mặt tương đối bảo thủ, cái gì cũng nhìn không tới. Nha, thực xin lỗi, ta đã quên, ngươi là người xê ra. Fanny tự hồ cảm thấy vấn đề của mình, mày thư triển ra, thực, rất, tự nhiên cười cười nói nói dứt lời fanny mạnh mẽ chú ý tới hạ tá ánh mắt theo bản năng cúi đầu nhìn nhìn ngón tay còn tại trên cổ áo gõ gõ hỏi làm sao vậy có bẩn này nọ sao không có khụ chúng ta ăn cái gì chứ hạ tá có trong nháy mắt xấu hổ nói xong lập tức cúi đầu cầm lấy bánh mì cắn một miệng lớn fanny hơi hơi nhíu nhíu mày mày lại cúi đầu nhìn nhìn bên tai vọt đỏ Ngẩng đầu trừng mắt Hạ Tá, có chút tức giận nở nụ cười, cầm lấy một ổ bánh bao liền bỏ lại Hạ Tá. "Cúi đầu mãnh liệt ăn cái gì Hạ Tá lập tức phát ra rồi, ngẩng đầu đối Fanny cười hắc hắc cười, nói: "Fanny, kỳ thật ta cảm thấy được chúng ta thật rất xứng nếu không chúng ta kết giao chứng." Fanny nháy mắt ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới Hạ Tá sẽ nói ra nói như vậy, hắn mới 14 tuổi hạ tá gặp Fanny có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn mình lom lom, lập tức nhảy lên ghế dựa, đứng ở ghế trên, đối với Fanny làm ra các loại kẻ cơ bắp động tác, nhìn xem, ta rất cường tráng. Fanny cái tráng mơ hồ hiện lên lên hát tuyến, đuôi lông mày nhảy dựng nhảy dựng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng chắc lơ vương nhi tử sẽ, biết, là như vậy hoa tuyệt thế. Nàng rốt cục nhịn không được, khoát tay. Chắn miệng bật cười, nếu hạ tá là một 18-19 tuổi người trưởng thành, dám như vậy, Fanny đã sớm tác một cái đưa hắn phiến đi ra ngoài, nhưng hắn không phải, ở, đang, Fanny trong mắt, hạ tá còn là một choai choai hài tử, cho nên. Chuyện này thật sự là quá tốt nở nụ cười. Hạ tá gặp Fanny nở nụ cười, đã xong của mình hài hước, lần nữa ngồi xuống, đối với Fanny cười hắc hắc cười. Kế tiếp, hai người bữa sáng không khí bắt đầu trở nên hòa hợp, thanh, đem, vừa mới hạ tá hoa tuyệt thế hành vi hoàn toàn quên ở sau óc đem đề tài xã đến hạ tá bài vở và bài tập trên, hạ tá cũng vui vẻ được đàm luận cái đề tài này, khi hắn đối một vị lịch sử danh nhân làm ra quá dị bình luận thì còn đưa tới Fanny từng trận tiếng cười. Chi nha? Lão sư, sự tình gì cao hứng như thế? Bỗng nhiên, biệt thự cao lớn phòng cửa bị đẩy ra rồi, ngoài phòng dương quan chiếu vào phòng, một người mặc phù thủy áo dài nữ hài vừa nói nói một bên đi vào phòng. Di, Hạ Tá, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vivian tay vịn cửa đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn bên cạnh bạn ăn Hạ Tá, lại quay đầu nhìn một cái Fanny, kinh ngạc nói: "Lão sư, Hạ Tá tại sao lại ở chỗ này?" Hai người này đều cùng Vivian, chính mình có quan hệ, nhưng nếu như không có Vivian, hai người một người là cách đấu học viện lão sư, một người là văn hóa học viện học sinh, căn bản tựu không khả năng có quan hệ gì. Cũng không thể cùng một chỗ ăn điểm tâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 0014 Người quen Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Cái kia, à ha ha Vivian, người tới rồi, ha ha Hà tá cười gượng, đối với Fanny nháy nháy mắt vài cái ngày hôm qua ta mới phát hiện, hạ tá là ta người quen nhi tử, hôm nay thỉnh hắn ăn điểm tâm, ngươi cũng lại đây nhé, ta đi cấp ngươi lấy cái đĩa. Fanny đối Vivian không có có giải thích quá nhiều, Vivian là đệ tử của nàng, ở, đang, Vivian trước mặt trong lòng nàng nhưng là có đầy đủ lo lắng, cũng không cần cố ý nhiều nói cái gì đó. Gặp Fanny một bộ không muốn nhiều lời bộ dạng, Vivian cũng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh bàn ăn, lại đột nhiên thở phì phì đá mạnh hạ tá chân nhỏ một cước rồi sau đó giống như là cái gì cũng không còn phát sinh một dạng ngồi ở hạ tá bên cạnh trên cái băng ghế nhìn bỏ lấy đồ ăn fanny một bộ nhìn không chớp mắt bộ dạng hạ tá mặt danh kỳ diệu bị đá một cước nhè răng nhếch miệng cuối người nhu nhu chân nhìn vivian không biết nên nói cái gì cho phải fanny cầm nguyên bộ đồ ăn đi trở về bên cạnh bàn ăn đem đồ ăn đưa cho vivian liền ngồi ở hai người đối diện hôm nay như thế nào có thời gian trở về? Fanny hỏi. Solina đại nhân cho ta giàu to rồi, phát, tiền công, để cho ta nghỉ ngơi một ngày. Vivian nhìn Fanny nhu thuận đáp, coi thường bên cạnh vẫn ánh mắt hỏi hạ tá. Nha, như vậy. Khi buổi chiều ngươi tới rồi hãy tới tìm ta. Fanny nói xong đứng lên, nhìn hạ tá lại nhìn một chút, Vivian, nói. Các ngươi ăn, ta có việc đi ra ngoài xuống nói dứt lời, Fanny liền hướng cửa thang lầu đi đến. Lão sư tái kiến. Fanny lão sư tái kiến. Làm Fanny thân ảnh biến mất ở, đang, lầu hai cửa thang lầu thời điểm, hạ tá rốt cục kìm nén không được, vươn tay nắm Vivian khuôn mặt, hỏi. Vì sao đá ta? Vivian thở phì phì quay đầu nhìn về phía hạ tá, cũng vươn tay nắm hạ tá khuôn mặt, hỏi. Một tháng này ngươi đi đâu vậy rồi? tìm ngươi nhiều lần ngươi cũng không ở, đang. Kiếm tiền à, không có tiền giao học phí. Làm sao ngươi không nói với ta một tiếng? Ta còn là không phải ngươi bằng hữu tốt nhất. Đương nhiên là. Ngươi nói dối. Ta không có. Hạ tá cùng Vivian cầm cự được rồi, cho nhau bóp lấy khuôn mặt, mắt to trừng mắt nhỏ mắt, một bộ không ai phục ai bộ dạng. Một đạo lục sắc lưu quan vọc đột nhiên xuất hiện, từ thang lầu trên xuyên qua xuống, vốn bay về phía cửa, lại ở nửa đường ngừng lại. Các ngươi đang làm gì đó? Fanny lộ ra bản thể, nhìn cầm cự được hai người, ngữ khí quái dị. Hạ Tá cùng Vivian đồng thời quét thả tay xuống, Vivian giả bộ thuộc nữ bộ dạng, quay đầu đối Fanny cười nói. "Lão sư, chúng ta đang nói đùa, không có gì." "À ah, ha ha, đúng, hay nói giỡn." Hạ Tá gượng cười phụ họa các ngươi cũng không là tiểu hài tử rồi, đừng đánh náo loạn, cơm nước xong, Vivian nhớ rõ thanh, đem, cái bàn thu thập xuống. Fanny liếc qua hai người nói, lập tức hóa thành một đạo lục quan, hướng ra phía ngoài bay đi, xuất môn sau, còn nghĩ Vivian quên đóng cửa cửa phòng mang theo. Hừ. Vivian chu miệng hừ một tiếng, bưng bàn ăn ngồi xa một ít, trên mặt một bộ ta thật sự rất tức giận, hậu quả thực, rất nghiêm trọng bộ dạng hạ tá cũng ý thức được chuyện này là mình không đúng lặng lẽ cười lấy hướng vivian phương hướng xê dịch nói không nên tức giận vivian thực xin lỗi ta nói xin lỗi ngươi xem ta đều bị thương hạ tá sườn một chút cổ đem vết thương trên cổ cấp vivian xem bởi vì lúc trước vivian ngồi ở hắn làm bên trái mà miệng vết thương ở đang cổ phía bên phải cho nên vivian cũng không nhìn tới Vivian vốn rất tức giận, nhưng nhìn đến hạ tá trên cổ đen tuyền miệng vết thương sau liền không tức giận, ngược lại trở nên lo lắng, có chút khẩn trương thân thiết hỏi. Làm sao vậy? Làm như thế bị thương. Hạ tá vết thương trên cổ là bôi qua thuốc, hiện tại dược vật đã muốn ngưng kết, đen tuyền một mảnh đem miệng vết thương trồng lên, cho nên Vivian nhìn không tới hạ tá là cái gì đã thương. Không cẩn thận lòng thương, không có việc gì, Fanny lão sư cho ta xem qua, không nên tức giận được không một tháng này ta buôn bán lời một ít tiền trong chốc lát chúng ta đi đi dạo phố hà tá nói tốt tốt có chút không có tim không có phổi vivian nhất thời thật sự không tức giận vừa vặn solina đại nhân cho ta giàu to rồi phát tiền công lần trước ta nhìn thấy một món phù thủy áo dài thật xinh đẹp theo giúp ta đi mua nhà đúng rồi ngươi buôn bán lời bao nhiêu ta buôn bán lời năm cái kim tệ chỉ có phù thủy mới có thể kiếm nhiều như vậy vivian có chút dương dương đắc ý phù thủy là một thực rất nghề nghiệp đặc thù thập phần phí tiền nhưng bởi vì năng lực đa dạng tính đồng dạng cũng thập phần kiếm tiền khụ hà tá khinh ho một tiếng có chút không đành lòng đã kích vivian bao nhiêu à không có chuyện gì nói nha ta không biết cười ngươi vivian nói khụ năm ngàn hà tá nói bao nhiêu vivian có chút không dám tin tưởng năm ngàn năm nghìn kim tệ làm sao có thể ngươi không cần hay nói giỡn tuyệt không buồn cười vivian không tin thật sự ta đi xác thịt và máu ví thi đấu rồi đặt cược đề chính mình mỗi lần đều thắng hà tá khẽ cười nói vivian biết hắn thân thể lực lượng mạnh đại sự tình cho nên chuyện này không cần thiết gạt một giờ sau in lân thành ốc phốt đường cái, làm in lân thành nổi tiếng nhất buôn bán ngã tư đường một trong, lúc này ốc phốt trên đường đã là người đến người đi, thay hoa quần tử Vivian ôm hạ tá cánh tay, chu cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thầm oán lấy. Nàng đã muốn thầm oán suốt một giờ. Trận đấu nguy hiểm như vậy, về sau không cần đánh. Kiếm được tiền an tâm đọc sách. Được rồi, tốt rồi, được rồi, tốt rồi, đừng nói nữa, chúng ta đã đến. Hạ tá nhéo nhéo, Vivian, khuôn mặt, chỉ một chút phố giữ cửa hàng nói. Không lớn mặt tiền cửa hàng, sắc điệu là màu đen, chi tiết chỗ lại hoàn toàn mạ lên màu vàng, vắng ngắt, không có khách nhân ra vào. Là một nhà cửa hàng phù thủy, các phù thủy có quy củ của mình, sở mở cửa hàng không phải hướng người thường cùng với các chức nghiệp giả tiến vào, chỉ có phù thủy mới được. Chính là trong chỗ này ta, ta đi vào. Nhìn cửa hàng phù thủy đến, Vivian nhất thời biến sắc mỉm cười ngọt ngào đi ra, nói một tiếng, liền một mình hướng cửa hàng phù thủy bên trong đi đến. Hạ tá đối Vivian khoát tay áo, mắt thấy lấy Vivian đi vào, liền vô cùng buồn chán, quay đầu nhìn nhìn người đến người đi đường cái, lại dời bước chậm rãi đi đến cửa hàng phù thủy tủ kính trước, nhìn một cái bên trong Vivian chấp lên thân ảnh, thế này mới hơi hơi ngửa đầu, xem nổi lên tủ kính bên trong dắt hoa lệ phù thủy áo dài. Không phải cái loại này bình thường miếng vải đen áo choàng, chỉ dùng để màu tím đen lông chim cùng nhiều loại động vật da lông hợp lại mà thành xa hoa trường bào. Hạ tá hai tay cắm ở trong túi tiền, lưng hơi hơi cong lấy, ngửa đầu nhìn kia phù thủy áo dài, vẫn không nhúc nhích, đứng ở cửa đám người trên thực tế là một món thực, rất, chuyện nhàm chán. Hạ tá chỉ có thể cho mình tìm cách lạc thú, nhìn xem một bộ y phục thợ khéo, chi tiết, mặc dù không tính rất thú vị, nhưng tóm lại có thể giết thời gian. Ốc phót đường cái, bắt sườn nơi góc đường, một chiếc đẹp để quý giá xe ngựa chậm rãi dừng lại, xe cửa bị đẩy ra, một vị tuổi chừng 40 tuổi trung niên nhân lôi kéo một vị tuổi trẻ cô bé thủ hạ xe. Trung niên nhân người mặc màu đen quý tộc phục, đầu đội mái và mũ dạ, cầm trong tay văn minh côn, một bộ quý tộc thân sĩ bộ dạng. Mà trẻ tuổi nữ hai thì, lại, người mặc màu trắng quý tộc váy dài, tay mang bán trong suốt màu trắng ti lưới cái bao tay, đầu đội rõ ràng sắc nữ sĩ mũ nỉ trên mũ còn tà tà trang sức lấy một đóa màu hồng vải bố xài. Hôm nay người tốt nhiều, cậu, chúng ta đi bên kia. Cô bé nâng tay nói. Đi thôi, thân ái, ngươi hôm nay nghĩ muốn cái gì? Trung niên nam nhân nói, cô bé kéo tay của trung niên nhân cánh tay, hai người chạy hướng phố trong đích quý tộc cửa hàng quần áo. Vẫn là, hay là, cậu hiểu rõ ta nhất. Cô bé ngọt cười nói. Hai người một bên thấp giọng nói chuyện, một bên hướng nhà đó chuyên môn làm theo yêu cầu quý tộc phục sức cửa hàng đi đến, cô bé đi đường tư thái thực rất tao nhã, mỗi lần nâng tay, một cái nhăn mày một nụ cười đều đã tràn ngập quý tộc thiếu nữ phong tình, hiển nhiên là đã bị qua tốt giáo dục. "Gì? Hắn?" Trung niên nhân bỗng nhiên ngừng lại, nghiêng đầu nhìn phố đối diện, mỗi ngày lập tức nhíu lại. "Làm sao vậy cậu?" Cô bé nghi vấn, theo trung niên ánh mắt của người nhìn sang, thấy được một cái nam hài nhi đứng ở cửa hàng phù thủy tủ kính trước ngóng nhìn lấy trong tủ cửa phù thủy áo dài trung niên nhân mày càng mặt nhăn càng sâu cái nam hài kia mà nếu bóng lưng thoạt nhìn quá quen thuộc mà cái loại này thực rất tự nhiên lại thực rất đặc thù cánh cung thế đứng thế người bình thường cho dù là bắt chước cũng bắt chước không được là vâng đúng hắn cô bé kinh ngạc kêu một tiếng ngươi nhận thức hắn trung niên nhân quét quay đầu nhìn về phía cháu ngoại của mình nữ, hỏi vội. Ân, nhận thức, là chúng ta học viện học sinh. Cô bé gật gật đầu, lập tức khó hiểu hỏi. Cậu làm sao vậy? Nhận thức hắn. Học sinh. Trung niên nhân không trả lời cô bé mà nói, tự hồ đang suy nghĩ cái gì, sắc mặt trở nên cổ quái. Cô bé nâng tay ở, đang, trung niên nhân trước mắt lắc lư, gặp trung niên nhân phục hồi tinh thần lại, cười lại hỏi, "Cậu ngươi làm sao?" "Nghĩ gì thế? Ngươi cùng hắn quen thuộc sao?" Trung niên nhân nâng tay chỉ vào phố đối diện hạ tá hỏi, "Quen thuộc?" Cô bé đáp, lại mịt mờ biểu môi, nàng cùng hạ tá quen thuộc là quen thuộc, nhưng tuyệt đối không phải hữu hảo cái loại này, cụ thể đánh nghĩ mát tá bao nhiêu lần, nàng đã muốn nhớ không rõ. "Giới thiệu cho ta nhận thức đi." Trung niên nhân nói lập tức không bằng nhau cô bé trả lời, mang theo cô bé hướng phố đối diện đi đến. Hai người chậm rãi đi hướng hạ tá, hạ tá nếu lúc này quay đầu, nhất định sẽ phát hiện, hai người kia hắn đều biết. Cái kia lấy trang thuộc nữ dáng vẻ hào phóng cô bé đó là in lân hoàng gia học viện học sinh trong đích đại tỷ đầu, cấp truyền thuyết cách đấu gia ba nét thân tôn nữ, Kerry. Mà kia cái trung niên nam nhân, còn lại là luôn luôn tại truy tìm bò cạp đen thân phận, lại thủy chung tìm không thấy manh mối sân đấu tự do bí mật nổi danh người đại diện, ho. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 001 năm. Hãm sâu trong đó. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Người đến người đi trên đường cái, ngửa đầu nhìn tủ kính giữa phù thủy áo dài hạ tá ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, mũi thở rất nhỏ giật giật hắn nghe thấy được mùi vị đạo quen thuộc, là một loại nam sĩ nước hoa mùi, thực, rất, độc đáo. Hai người tiến bước chân dần dần tới gần, hạ tá nghe được, làm bộ như không nghe thấy, vẫn như cũ vẫn duy trì lúc trước động tác, nhìn lên lấy tủ kính. Hạ tá. Kerry thanh âm vọc đột nhiên vang lên. Hạ tá trong lòng biết vậy nên ngoài ý muốn, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, nghi vẫn lấy quay đầu nhìn sang, ân. À, Kerry tiểu thư hạ tá hướng lui về phía sau từng bước, xem ra giống như là theo bản năng động tác, trong mắt lóe ra e ngại vẻ mặt, lại tùy ý liếc mắt một cái Kerry bên người. Quả nhiên, là ho. Hai người làm sao hỗn, giang hồ, cùng một chỗ hạ tá không biết, nhưng ho trên người kia dày đặc mùi nước hoa hắn quên không được, ở, đang, sân đấu tự do bí mật thì ho từng đi tìm hắn, muốn hợp tác, hạ tá biết ho ý tứ của, ở, đang, trong trận đấu làm bộ như vậy có thể tại hạ trót giữa đạt được kết xu ích lợi, chuyện này bị hạ tá quyết đoán cự tuyệt, hắn không phải không thích tiền, mà là không nghĩ thực, rất, bọn họ những người này trộn đều đến một nơi. Ở, Đan, In Lân Thành, hạ tá là một không quyền không thế người thường, mà đối phương là quý tộc, một khi xảy ra điều gì ngoại ý muốn, bị chém nhất định là hạ tá, hạ tá không muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy. Đây là người đồng học. Còn không giới thiệu xuống một bên ho cười ha hả nói xem ra giống như là một cái hiền lành trưởng bối ánh mắt của hắn ở đang xem kỹ hạ tá xa lạ mà non nớt mặt ho trong lòng nghi hoặc chỉ cần là mặt còn chưa tính dù sao không có người thật sự gặp qua bò cặp đen mặt chủ yếu chính là hạ tá ánh mắt không có bò cặp đen kiên nghị cùng hờ hững chỉ có yếu đuối hắn hình như rất sợ kerry ho đã phát hiện một điểm này điều này làm cho hắn căn bản không thể xác định hạ tá đến cùng phải hay không bò cặp đen trừ bỏ dáng người cùng đứng thẳng tư thế thoạt nhìn phi thường giống bên ngoài, phương diện khác hoàn toàn là hai cái cực đoan, thanh âm, tuổi đều cùng hắn trong tưởng tượng bất đồng. Đây là hạ tá, hạ tá, đây là ta cậu ho, vừa mới ta ở bên kia nói chúng ta là rất quen thuộc đồng học, hắn nghĩ đến nhận thức xuống. Kerry mang trên mặt dối trá cười, lẫn nhau giới thiệu hai người. Ngài khỏe chứ, ho tiên sinh. Hạ tá một tay xoa ngực, đối ho hành lễ chào ngươi, hạ tá tiên sinh. Ho thoạt nhìn là một cái mười phần thân sĩ, chủ động đối hạ tá đưa tay ra, lấy hắn thân phận quý tộc mà nói, lại là có chút không bình thường. Hạ tá lập tức biến thành một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dạng, nâng tay ở, đang, trên quần áo cha cha, rồi sau đó khẩn trương cầm lấy ho đít ngón tay nắm một chút, liền buông lỏng ra. Một bên Kerry khinh thường biểu môi, nàng phía trước đối với hạ tá ấn tượng chỉ là yếu đuối, dù sao hạ tá ở, đang, văn hóa học viện thành tích cũng thuộc loại tự mình dẫn phong tao tồn tại, tóm lại vẫn có ưu điểm, nhưng hiện tại, này ưu điểm, cũng bị không kiến thức, hai lúa hai cái từ cấp tàn phá. Ho ý tưởng vừa vặn cùng Kerry tương phản, hắn thấy được hạ tá trên người một sơ hở. Tay của hắn, vẫn không có ngụy trang, ngón tay tinh tế, gầy, trên mu bàn tay có sẹo, ho nhìn xem rành mạch. Hắn hoài nghi hạ tá là bò cạp đen, lại đã phát hiện chứng cớ, nhưng vẫn là không xác định. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Kerry không có nói tìm nói hỏi, nếu không phải ho mạc danh kỳ diệu yêu cầu, ở, đang, trên đường cái Kerry nhất định thanh, đem, hạ tá xem như không khí. Đang đợi bằng hữu, nàng đi vào. Hạ tá chỉ chỉ phía sau cửa hàng phù thủy, chưa từng có giải thích thêm, cửa hàng phù thủy quy củ tất cả mọi người biết. Hạ tá, ngươi xem một chút cái này, đẹp không? đúng lúc này vivian cầm một món màu tím phù thủy áo dài theo trong cửa hàng chạy ra bị kích động hỏi ngay sau đó nàng liền thấy được kerry lập tức thanh đem hạ tá chắn phía sau ngửa đầu nhìn kerry cảnh giác nói ngươi làm gì lại tìm hạ tá phiền toái vivian ngươi đã ở ta chỉ là nói chuyện với hắn ngươi chớ khẩn trương kerry ánh mắt liếc qua vivian nói ngữ khí thản nhiên vị này là ho hỏi. Nhà, vị này chính là chúng ta học viện đích thiên tài phù thủy thiếu nữ, Vivian, tiểu thư. Kerry giới thiệu nói, rõ ràng nói rất đúng lời hay, lại làm cho người ta một loại âm dương quái khí cảm giác. Vivian ở, đang, cách đấu, học viện cũng thuộc loại nhân vật phong vân, hơn nữa còn là làm cho Kerry có chút kiên kỵ một cái, bởi vì Vivian, lão sư là Fanny, mà Fanny là Kerry Gia Gia, truyền thuyết, cách đấu gia ba nét đều lấy lễ đối đãi nhân vật. Cho nên, Vivian là trong học viện là số không nhiều, có thể cùng Kerry đối chọi gây gắt nhân vật. Chào ngươi, Vivian, tiểu thư. Họ nói. Chào ngươi, tiên sinh. Vivian rất nhanh trả lời, liền lại đem ánh mắt chuyển đến Kerry trên mặt, nhíu lại cái mũi khinh khẽ hừ một tiếng, liền trở lại lôi kéo hạ tá đi tới cửa hàng phù thủy bên ngoài góc sáng sủa. Vivian trên mặt lộ ra tươi cười, giơ phù thủy áo dài đối Hạ Tá lắc lư, lại nhỏ thanh hỏi cái gì? Trực tiếp đem người lôi đi, thực rất không có lễ phép hành động, Vivian cũng căn bản không nghĩ đối Kerry lễ phép, về phần Kerry bên cạnh nam nhân là ai, nàng căn bản không cần. Chúng ta đi qua đi, cậu. Kerry sắc mặt đen một chút, ngay sau đó liền lại lộ ra ngọt cười, kéo ho cánh tay hướng phố đối diện đi đến. Này Hạ Tá là một người như thế nào? Ho quay đầu cuối cùng nhìn thoáng qua hạ tá, nhìn về phía Kerry hỏi. Hắn. Một cái người nhu nhược, trừ bỏ ở, đang, văn hóa học viện thành tích không sai bên ngoài, không có một chút ưu điểm. Kerry biểu môi nói, dừng một chút nhìn về phía ho lại nói. Cậu như thế nào đối với hắn cảm thấy hứng thú? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy hắn rất giống là của ta một người quen. Như vậy, chúng ta đặt tốt quần áo lúc trở về ta đã nói với ngươi cảm ơn cậu hôm nay mợ sẽ đến ăn cơm sao sẽ đến hai người dần dần đi tới phố đối diện tiến nhập trang điểm xa hoa quý tộc tiệm bán quần áo cửa hàng phù thủy cửa vivian đem vật cầm trong tay phù thủy áo dài buông nghiêng đầu nhìn thoáng qua kerry hai người phương hướng ly khai có chút không vui nhỏ giọng hỏi nàng lại tìm làm phiền ngươi rồi không có Hà tá cười lắc lắc đầu, lập tức ngăn đề tài. Cái này áo choàng rất dễ nhìn, liền là hơi lớn, đổi một món nhỏ, tiểu nhân. Thật vậy chăng? Vivian hưng phấn nói, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lại đạp đi xuống. Đã không có, hình dáng này kiểu chỉ còn lại có này một món. Như vậy? Vậy mua này một món, ngươi phải nhanh mau lớn lên, như vậy có thể chống đỡ đi lên. Hà tá vui đùa nói ánh mắt nhẹ nhàng liếc một dạng Vivian bộ ngực. Ngươi chán ghét, nói cái gì đó. Vivian có chút xấu hổ kêu lên, mặt đỏ lấy cầm phù thủy áo dài chạy hướng về phía cửa hàng phù thủy. Cuối cùng, Vivian vẫn là, hay là, mua món đó có chút hơi lớn hơn phù thủy áo dài, chính như hạ tá theo lời, nàng cũng muốn mau mau lớn lên, bởi vì hạ tá thích. Cùng Vivian ở, đang, in lân thành mấy cái phồn hoa buôn bán phố đi dạo cho tới trưa, giữa trưa thì hai người ở, đang, nhà ăn ăn này nọ, theo sau hai người liền phân biệt, Vivian đi tìm Fanny rồi, mà hạ tá thì, lại, về tới Yên lân hoàng gia học viện bên trong chỗ ở. Cũ nát nhà gỗ, xem lên thực, rất, keo kiệt, hạ tá mặc dù có tiền, nhưng không có phải thay đổi ý tứ của, hắn đối ở sở không có quá nhiều yêu cầu, hơn nữa nơi này cũng đủ thanh tịnh. Toàn bộ buổi chiều, hạ tá đều đang đọc sách trung độ qua, Lúc này hạ tá đọc sách tốc độ đã muốn rất nhanh, đọc nhanh như gió, hơn nữa nhớ rõ thực, rất, bền vững. Toàn bộ buổi chiều hạ tá liền nhìn, viễn cổ bộ lạc, cùng vampi cùng người sói hai bản sách. Trước, tiền, một quyển là lịch sử sách tra cứu tịch, rồi sau đó một quyển vốn bị quy kết là thần thoại, truyền ký, nhưng đã trải qua trước, tiền, một đêm phong ba sau, hạ tá biết, đây không phải là thần thoại. Đêm, lại buông xuống xem hết, vam thi, cùng, người sói, cuối cùng một tờ, hạ tá khép sách lại, xoa hơi bụng đói từ trên giường ngồi dậy. Trong nhà gỗ không có ăn, học viện căng tin bữa tối thời gian cũng đã qua, hạ tá cân nhắc sau, liền đứng dậy mặc áo khoác, ly khai nhà gỗ. Hướng nam hành vài trăm thước, hạ tá tiến nhập học viện cao cấp khu cư trú, lại hướng tây đi rồi một khoảng cách, hắn tiến nhập trung tâm khu cư trú, đi tới Fanny biệt thự trước cửa. Thung thung hạ tá gõ cửa phòng chi nha cao lớn cửa phòng nhất thời mở một đạo lục sắc lưu quang từ lầu hai bắn nhanh xuống rời ở trong phòng khách fanny lộ ra bản thể làm sao vậy đã trễ thế này fanny nghĩ đến hạ tá có cái gì việc gấp vivian ni hạ tá bày ra nhìn một cái không thấy được vivian thân ảnh nàng đi trở về ngươi tìm nàng có việc fanny nói nha không có việc gì, đói bụng rồi, ta nơi đó chưa ăn." Hạ Tá cười hắc hắc đi vào phòng khách. Vốn tưởng rằng Hạ Tá trừ bỏ tình hình Fanny biểu tình nhất thời buông lỏng, bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: "Chờ, ta đi cấp ngươi lấy." Nói dứt lời, liền xoay người hướng phòng bếp đi đến. Hạ Tá đóng cửa cho kỹ, đi đến trước sofa vừa ngồi xuống, liền lại đứng lên, hắn đi tới Fanny vượt qua tủ sách lớn trước, tùy ý xuất ra một quyển sách nhìn nhìn lại thả trở về lại cầm một quyển nhìn nhìn lại thả trở về đều là về phù thủy tu tập cao cấp sách vở hạ tá không phải phù thủy không có một chút trụ cột tri thức xem cũng xem không hiểu đến ăn đi fanny bưng bàn ăn từ trong phòng bếp đi ra đến bên cạnh bàn ăn không người đem trong bàn ăn bánh bao sữa thịt muối chờ đẳng cấp đồ ăn theo thứ tự xảy ra trên bàn cơm đồ ăn đều là nóng fanny là đại vu sư hiển nhiên rất nhanh đun nóng đồ ăn là một việc thực, rất, chuyện dễ dàng. Hạ tá xoay người sau, cũng không có đi tới, ngược lại bắt đầu ngay người nhìn Fanny. Vừa mới bởi vì nóng vội, Fanny mặc trên người vẫn là, hay là, áo ngủ, cổ áo vốn là thực, rất, mở, lúc này nàng chính cuối người xếp đặt đồ ăn, hết thảy đều xem rất rõ ràng. Phấn nộn, mượt mà, no đủ. Hạ tá hãm sâu trong đó, căn bản khống chế không nổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 0016 Đọc Dược Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đến ăn à, đã muốn nóng qua Hạ tá ngươi đang nhìn cái gì? Fanny ngẩng đầu, vốn nhiệt tình ngữ khí chợt nghiêm túc. Fanny ánh mắt ngươi thật xinh đẹp. Hạ tá có chút chẳng biết xấu hổ khích lệ nói, hai người cũng biết, hắn xem là không là ánh mắt. Hừ. Fanny hừ lạnh một tiếng, tự hồ giận thật à, bỏ lại bàn ăn trực tiếp đi lên lầu. Nhưng hạ tá chú ý tới, Fanny lỗ tai tự hồ là đỏ. Đi đến cơm trước bàn ngồi xuống, hạ tá gió cuốn mây tan bình thường đem vật sở hữu ăn xong, lại đem đến phòng bếp đem cơm điệp rửa sạch, hết thảy đều thu thập xong sau, hạ tá đi tới lầu 2, Fanny trước của phòng thung thung ngươi có thể đi rồi nhớ rõ đóng cửa lại fanny thanh âm lạnh nhạt tựa hồ khí còn tiêu tan cái kia fanny có thể hay không thanh đem ta mang tới súng cùng chủy thủ cho ta hạ tá cách cửa nói hắn bị mắc lừa đột nhiên không phải muốn đùa dẫn fanny chỉ là muốn muốn bắt phản hồi kia hai dạng đồ vật trên buổi trưa bởi vì vivian ở đang cho nên hạ tá không có đi lấy chi nha Cửa mở, Fanny sụ mặt đứng ở cửa, cầm trong tay hạ tá đồ ngươi muốn. Bên trong dị tộc ấn ký đã bị ta thanh trừ đi, đừng trước mặt người khác dùng, lưu trữ phòng thân cho giỏi. Fanny đem này nọ nhét vào hạ tá trong tay, lập tức oanh đóng sầm cửa, vừa muốn đi tới hạ tá bị đụng phải cái mũi, nhất thời quỳ, ông cái mũi trên mặt đất cũng một hồi lâu, mới cầm súng cùng chủy thủ cùng với hai viên đạn đứng lên, ai oán nhìn cửa phòng liếc mắt một cái, yên lặng xoay người rời đi. Giữa trưa ngày thứ hai, phá bên trong nhà gỗ, chính nằm ở trên giường giấc ngủ trưa hạ tá bị tiếng đập cửa thức tỉnh. Một mở cửa, hạ tá biết vậy nên ngoài ý muốn, cửa đứng cũng là ở, đang, học viện khu trong hô phong hoáng vũ Kerry đại tiểu thư, một thân áo sơ mi trắng xứng đai đeo quần dài trang phục, ở, đang, hơn nửa màu xám trắng tiểu mũ nỉ, thoạt nhìn có chút trung tính, cùng ngày hôm qua trên đường giả dạng tương phản thật lớn. Kerry tiểu thư, có việc hà tá gãi gãi đầu, có chút hàm hàm cười nói. Không cho ta đi vào. Kerry lạnh như băng nói. Thỉnh, thỉnh. Hà tá lập tức nghiêng người đem Kerry làm cho đi vào. Nhà gỗ tuy rằng cũ nát, nhưng bị hạ tá quét tước không nhiễm một hạt bụi, bàn ghế xếp đặt đều thực, rất, chỉnh tề, kỳ thật đổi một cái góc độ ngẫm lại, hạ tá nhà gỗ thật cũng không sai, thích hợp những tâm tư đó lạnh nhạt tìm kiếm thanh tịnh người ở lại có thể là chủ quan trên phản cảm hạ tá người này làm cho hạ tá phòng vô luận nhiều sạch sẽ kerry đều chướng mắt tiếng cửa sau nàng liền nhíu mày vốn thực rất sạch sẽ ghế dựa ở đang trong mắt nàng cũng trở nên dơ bẩn không chịu nổi hạ tá khinh đóng cửa khẽ nhà gỗ cửa đứng ở cửa nhìn kerry bóng lưng nhẹ nói nói kerry tiểu thư ngươi tìm ta phải nha kerry lên tiếng trả lời xoay người nhìn về phía hạ tá lạnh như băng nói đưa dạng này nọ cho ngươi. đưa ta là cái gì? Hạ tá lộ ra khúng núng cười, có chút không dám tin tưởng. này. Kerry từ trong lòng ngực móc ra một cái màu đen bình nhỏ, đối với Hạ tá lắc lư, nói: đưa cho ngươi. nói dứt lời, đem cái chai đặt ở bên cạnh trên bàn. Kerry xoay người chạy hướng trong phòng sườn, xem ra giống như là đang quan sát phòng. Hạ tá đi đến bên cạnh bàn cầm lấy cái chai, màu đen bình nhỏ, đục, nhìn không ra bên trong là cái gì. Đây là cái gì? Hạ tá hỏi. Một loại dược vật, có thể thay đổi người tính cách, người quá mềm yếu, ta là vì chào ngươi, mở ra uống hết nó. Kerry xoay người nhìn hạ tá nói. Hạ tá biểu tình nghi hoặc, Kerry thình lình xảy ra quan tâm làm cho hắn không hiểu, lý do cũng rất sức sẹo, hạ tá còn chưa nghe nói có bất kỳ dược vật có thể thay đổi thay đổi người tính cách, lòng người là khó khăn nhất nắm giữ, muốn nói dùng dược vật đến thay đổi, căn bản không có khả năng. Đem nắp bình mở ra, hạ tá nâng tay ở, đang, miệng bình phẩy phẩy, lại hít hà trong không khí hương vị, hắn nghe thấy được một cổ hương vị ngọt ngào mùi, mơ hồ còn mang theo một chút kích thích tính. Này! Ta không thể uống, ngươi! Ngươi không muốn hại ta! hạ tá có chút cầu xin cùng e ngại. Ta hại ngươi, ngươi có để cho ta làm hại giá trị sao? Kerry suy cười một tiếng, khinh thường biểu môi. Này, ta thật không có thể uống, Kerry tiểu thư, ta. Hạ tá bắt đầu trở nên sợ hãi. Đừng nói nhảm, cho ngươi uống ngươi cứ uống. Kerry không kiên nhẫn nhắc lời nói. Ta thật không có thể. Hà tá muốn nói cái gì đó, Kerry đột nhiên tiến về phía trước một bước, một tay lấy hạ tá trong tay bình nhỏ cướp được trong tay, một tay bóp lấy hạ tá miệng, một tay đem chai thuốc đưa đến hạ tá bên miệng, nghĩ muốn mạnh mẽ rót hết. Uống uống uống, cho người uống người cứ uống, phí nói cái gì? Kerry quát lớn lấy. Oanh! Đấu tranh hạ tá cánh tay dãy dụ đúng lúc này, thực, rất, không cẩn thận, đụng phải Kerry sau cổ, nhất thanh muộn hưởng sau, Kerry hai mắt tái đi. Thân thể nhất thời mềm nhũng hà tá một phát bắt được kerry cánh tay giúp đỡ kerry đến bên giường buông, lập tức lại đem kerry trong tay bình nhỏ bắt được trong tay tái thượng nắp bình đại gia muốn hại ta hà tá hậm hực hắn là sinh trưởng ở giặc cướp trong hang ổ cái gì cẩu thả hoạt động đều gặp hơn nữa hắn khứu giác sâu sắc bởi vậy hắn có thể thực nhẹ nhàng phân rõ ra một loại xa là dược vật đặc tính chỉ dựa vào hương vị là có thể kerry cho hắn dược tề nghe thấy đứng lên ngủ dậy rất thơm ngọt nhưng càng như vậy lại càng có vấn đề hơn nữa ngay tại cấp kerry mở cửa thời điểm hắn cảm thấy ngoài phòng đặc thù mùi nhà gỗ bên ngoài thực rất trống trải mùi thực rất dễ dàng theo gió thổi tới cửa tổng cộng ba người hai nữ một nam nếu hắn không có đoán sai ba người này hắn đều biết nguy cơ tín hiệu hà tá đã làm tốt vạch mặt chuẩn bị bởi vì hắn căn bản tránh không khỏi truyền thuyết cách đấu gia cháu gái thì như thế nào cùng lắm thì đi bộ, lấy hạ tá phản trinh sát năng lực, nghĩ muốn đào ly yên lân thành cũng không khó khăn, thế giới rất lớn, cũng không phải chỉ có yên lân thành mới có thể đọc sách. Trước khi đi, hạ tá sẽ không dễ dàng buông tha Kerry. Kerry đang ép hắn uống, độc dược, đây là muốn trực tiếp giết người, sinh ở ổ thổ phỉ trong, dặm, hạ tá cũng không hiểu được cái gì gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Rất nhanh mặt lên dài rộng trường bào màu đen, hạ tá lại dùng tiểu đao cậy mở phòng trong trung tâm mặt đất tấm ván gỗ, từ phía dưới lấy ra dùng bao bố lấy súng cùng chủy thủ, hai thứ đồ này hắn hôm qua mới thả ở bên trong, vốn tưởng rằng thật lâu về sau mới có thể dùng đến, không nghĩ tới hôm nay liền đem ra. Đeo tốt chủy thủ, đừng tốt súng, thương, hạ tá buộc chặt trên người áo choàng, mang theo mũ, lập tức liền đi tới bên giường, một tay lấy Kerry bước lên kháng ở tại đầu vai, khiến Kerry đi tới cửa sau bên, đẩy cửa sổ cất bước nhảy ra ngoài, lại xoay tay lại đem cửa sổ đóng lại. Hạ tá nhà gỗ sau dài lấy cao cỡ nửa người cỏ dại, trung gian, ở giữa, bị lần ra một cái đường nhỏ, nối thẳng phía sau núi rừng rậm. Đường là hạ tá dẫm lên ra tới, hắn ở trong này ở gần một năm, thường xuyên sẽ, biết, cầm sách đến trong rừng rậm nhìn, nơi đó càng im lặng, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy. In lân hoàng gia học viện phía sau núi, ở học viện Bắc Sườn, diện tích nếu so với toàn bộ yên lân hoàng gia học viện còn muốn đánh lên vài lần trên thực tế phía sau núi cũng không thuộc về hoàng gia học viện bọn họ chính là đem rất nhỏ một bộ phận nhét vào học viện khu trong thôi đại bộ phận ở đang ngoài học viện hạ tá khiêng kerry chạy vào rừng rậm tốc độ càng lúc càng nhanh mười phút sau phía sau núi chỗ sâu trong rừng rậm hạ tá dừng lại đem kerry nhét vào lá rụng chồng chất trên mặt đất cao lớn cây cối cành lá tươi tốt Đúng là giữa trưa, vốn nên trời nắng chang chang, nhưng trong rừng rậm lại không cảm giác một chút nóng bức, điểu ngữ hoa hương, hồ điệp bay lượn, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khoảng cách chiếu vào lá rụng chồng chất trên thổ địa, lưu lại loan lỗ quang ảnh, xa hoa. Phía sau núi rừng rậm là một cảnh sắc rất đẹp đích địa phương, nhưng bởi vì có giả thú thường lui tới, cho nên có rất ít học viện học sinh tới nơi này. Ngay tại hạ tá đem Kerry dẫn vào rừng rậm đồng thời hạ tá nhà gỗ phía trước một trừng cây nhỏ trong. Mặt bình thường bình dân trang phục ho đứng ở phía sau cây, ngóng nhìn lấy cách đó không xa hạ tá nhà gỗ, yên lặng tỉnh chờ đợi, ở, đang, họ phía sau, hai cái mặt dài rộng áo choàng trang cho lại hóa, tốn, được tinh tế nữ nhân thấp giọng nói chuyện, ánh mắt thường thường liếc hướng ho. Hai nữ nhân này hạ tá đều biết, thậm chí có thể nói không phải bình thường quen thuộc, trên người các nàng mỗi một tất da thịt hạ tá đều tự tay sờ qua, không sai, các nàng chính là hạ tá ở, đang, sân đấu tự do bí mật khi từng lưu qua đêm đánh tràng nữ lan, yêu cơ cùng mỹ nhã. Các nàng có thể nói phải toàn bộ sân đấu tự do bí mật hiểu biết nhất bò cặp đen người, họ đem các nàng mang đến, liền là muốn kiểm tra một chút, hạ tá, đến cùng phải hay không bò cặp đen. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 0017 không thích hợp bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 3 3 thanh thúy tràn pháo tay thình lình xảy ra đau đớn làm cho bị đánh hôn kerry bừng tỉnh mơ mơ màng màng mở to mắt nàng thấy được người trước mơ hồ thân ảnh một con mạnh hữu lực tay bỗng nhiên nhéo ở miệng của nàng kerry bất ngờ không phòng ngự một cổ thanh lương hương vị ngọt ngào chất lỏng bị ngạnh sinh rót vào trong miệng của nàng hạ tá vứt bỏ cái chai một tay lấy dãy dụ Kerry đẩy té trên mặt đất, hướng lui về phía sau từng bước. Hai má sưng đỏ Kerry hoàn toàn thanh tĩnh, lập tức biết tình huống chung quanh, một cái xoay người nhảy dựng lên, đối với hạ tá quát mắng. Chết tiệt, ngươi cho ta hút cái gì? Nói dứt lời, nàng lại khoát tay nhu nhu của mình sau cổ. Rất đau, vừa mới hạ tá xuống tay rất nặng. Ta không biết, ngươi để cho ta uống, bây giờ còn cho ngươi, có lẽ là độc dược hạ tá nhìn kerry biểu môi nói mang trên mặt vẻ mặt không sao cả lấy kia chi đạo trả kia thân hạ tá không sẽ đích thân thanh đem kerry thế nào kỳ thật hắn cũng muốn biết kia dược vật là cái gì biện pháp tốt nhất chính là làm cho kerry uống vào kerry lập tức cả kinh kia dược vật nàng cũng không biết là cái gì là ho cho nàng dù sao không thể là vật gì tốt nàng lập tức đem ngón tay đưa tới miệng mò lấy lấy xoay người muốn nhổ ra nhưng chỉ có thể nôn khang cái gì cũng phun không ra. Người đáng chết. Kerry giận dữ, nhìn Hạ Tá ánh mắt như là phun như lửa. Có lẽ nhé, mỗi người đều đáng chết, chính là sớm muộn gì chuyện tình. Hạ Tá nhún vai. Ta giết ngươi. Kerry kêu hô lên, Hạ Tá thái độ hoàn toàn đem nàng chọc giận, một cái vốn thực rất yếu đuối người ở trước mặt mình bậy làm ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dạng, đây là Kerry không thể chịu đựng được. Vừa dứt lời, Kerry liền xông về hạ tá, đồng thời, trên cánh tay phải sáng lên màu trắng ngà vần sáng, kia vần sáng rất nhanh vặn vẹo, đã hình thành một mặt hình trứng tắm trắng nhỏ. Cánh tay lá trắng, kiến tập cách đấu giả tượng trưng. Kerry là học viện viện trưởng ba nét cháu gái, có được cách đấu thiên phú nàng lựa chọn cùng gia gia đồng dạng cách đấu chức nghiệp, tay kiếm sĩ, thực lực đã muốn đạt tới cao cấp kiến tập, kém từng bước sẽ trở thành chính thức cách đấu giả nhưng bình thường xuất hành khi nàng cũng sẽ không phối hợp kiếm mảnh, bởi vì nàng dưới tình huống bình thường căn bản không gặp đến nguy cơ, cho nên, cùng hạ tá động thủ nàng không có vũ khí có thể dùng, chỉ có thể tay không. Kerry tốc độ rất nhanh, hai người cách xa nhau cũng không xa, qua trong giây lát liền vọt tới hạ tá bên cạnh, một quyền hướng hạ tá trái tim đánh tới. 3. Vang dội tiếng bạc tai, nhanh đến bất khả tư nghị tay, chợt lóe lên, Kerry thân thể nhất thời vượt qua bay ra ngoài, té ra năm sáu thước xa, lại lật cút ra khỏi vài mét. Kerry quỳ rạp trên mặt đất bụng mặt mạnh mẽ ngẩng đầu, mãn nhãn bất khả tư nghị. Khóe miệng của nàng chảy máu. Thực xin lỗi, xuống tay nặng. Hạ tá nhìn Kerry cười nói xin lỗi, lắc lắc tay, nhưng như thế nào nghe đều có một cổ trào phúng hương vị. Ngươi là bò cạp đen. Ngươi thật là bò cạp đen. Ngươi luôn luôn tại lấn gạt chúng ta kerry lập tức minh bạch rồi họ phía trước đã muốn nói cho nàng biết một sự tình nhưng nàng tuyệt không tin tưởng hạ tá sẽ là sân đấu tự do bí mật đỉnh cấp cách đấu cao thủ hiện tại nàng tin đúng ta là bò cạp đen họ cho ngươi đến đúng không chật chật đáng tiếc ngươi khả năng sẽ không còn được gặp lại hắn hạ tá cười nói dừng mốt chút lại nói cũng sẽ không tái kiến ta ngươi ngươi mãnh liệt ương ngành Kerry đại tiểu thư trong ánh mắt bắt đầu sợ hãi, có thể là tinh thần quá căng thẳng, nàng hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Bò cạp đen là đã giết người, ở, đang, trên lôi đài, tự tay giết chết có Barbarian huyết thống đỉnh cấp, cách đấu, cao thủ vốn, ho ở, đang, miêu tả bò cạp đen thời điểm đêm này đó đều nói cho Kerry, Kerry thực, rất, sợ hãi, tuy rằng nàng ở, đang, trong học viện hoành hành không sợ, đã thương qua rất nhiều học sinh, nhưng chuyện này muốn thật sự dừng ở trên đầu nàng, nàng cũng thì không cách nào thừa nhận, dù sao mới 16 tuổi, như bông hoa niên kỷ, không có trải qua nhiều lắm sóng gió. Hơn nữa, hiện tại đã không phải là đã thương đánh cho tàn phế vấn đề, nàng có thể sẽ chết. Cứu mạng, cứu cứu ta. Kerry kêu lớn lên. Đừng kêu rồi, nơi này là phía sau núi rừng rậm, không sẽ có người tới, hơn nữa ngươi bây giờ hẳn là ngẫm lại kia lọ thuốc vấn đề, kia thuốc không phải là của ta, ta cũng không có giải dược. Hạ tá dùng ngón út móc móc lỗ tai, mắt liếc thấy Kerry nói, trên mặt hoàn toàn là một bộ ngươi nếu không chê mệt, cứ tiếp tục kêu bộ dạng. Kerry không gọi, lại thử muốn thanh, đem, trong dạ dày gì đó nhổ đi ra, nhưng không thành công. Hạ tá lại liếc Kerry liếc mắt một cái, lập tức đi tới một bên đại thụ dữ, lấy tay tháo xuống một mảnh lá cây, nhìn trên phiến lá đường vân, thích ý thổi bay huyết sáo, ánh mắt còn thường thường liếc hướng Kerry. Hắn đang chờ đợi, hắn muốn xem lấy Kerry độc phát. Kerry thực, rất, sợ hãi, chậm rãi bò dậy, ánh mắt nhìn quanh chung quanh rậm rạp rừng rậm, ánh mắt bất lực, nàng lặng lẽ liếc mắt một cái hạ tá, gặp hạ tá lại đi vương tay hái lá cây, thân thể nhất thời mạnh mẽ nhảy lên, hướng về hạ tá phản phương hướng chật vật bỏ chạy. Nàng muốn chạy, con muốn chạy ra rừng rậm, nàng có thể được cứu trợ. Hạ tá cầm lá cây quay đầu nhìn phía Kerry, cho đến Kerry chạy ra rất xa, mới vứt bỏ lá cây, chậm rãi hướng Kerry đuổi theo. Kerry vốn cho là mình là cách đấu chức nghiệp giả, chạy so với người bình thường mau, sẽ, biết, vùng lắc lực lượng lớn hạ tá, nhưng không nghĩ tới, hạ tá rất nhanh liền đuổi theo chiếm hữu nàng. Kerry phía sau, hạ tá chậm rãi đuổi theo, lại chậm lại tốc độ, vẫn dán tại Kerry phía sau năm thước chỗ, hắn tự hồ tuyệt không sợ Kerry chạy đi ra, trên thực tế hắn quả thật không cần lo lắng bởi vì kerry chạy sai phương hướng rồi nàng ở đang hướng rừng rậm chỗ càng sâu xuất phát ngươi chẳng lẽ không biết sao ngươi chạy càng nhanh dược hiệu phát huy liền càng nhanh ngươi sẽ chết sớm hơn hạ tá nói kích thích chạy như điên kerry kerry mới sẽ không nghe hạ tá chuyện ma quỷ tiếp tục chạy như điên lấy có lẽ hạ tá nói đúng nhưng nếu nàng dừng lại liền thật sự chết chắc rồi cố gắng chạy giặc mà có cơ hội chạy đi đáng tiếc hạ tá trong lời nói ở đang ngắn ngủn một phút đồng hồ sau liền ứng nghiệm luôn luôn tại hạ tá phía trước chạy như điên kerry bỗng nhiên dưới chân mềm dũng thân thể bùng ngã ở trên mặt đất nàng cũng không phải bị vấp ngã mà là dưới chân vô lực ngã sắp xuống hạ tá ngừng đến kerry cách đó không xa hai tay tùy ý cắm ở áo choàng trong túi tiền cười lạnh nhìn kerry tình hình ta làm sao vậy tại sao có thể như vậy? Kerry cảm thấy thân thể của mình khác thường, hai chân trên mặt đất loạn đạp lấy dịch chuyển đến đại thụ bên, ngồi tê đít rễ cây chỗ, khoảng cách hạ tá xa một ít, đầy người lá rụng cùng bùn đất, có vẻ chật vật không chịu nổi. Kerry sắc mặt trở nên ửng đỏ, hô hấp thập phần dồn dập, nạn có thể cảm giác được thân thể của chính mình ở, đang, nóng lên, thật ấm áp, thực, rất, thoải mái, nhưng lại có một loại cảm giác khó chịu. Dược hiệu phát tác. Hạ tá biểu môi nói. Kerry mắt lấy nhìn về phía hạ tá, ánh mắt lạnh như băng, vẫn là, hay là, không chịu chịu thua, cái trán của nàng bắt đầu chậm rãi thấm ra rậm rạp thật nhỏ mồ hôi, thân thể càng ngày càng nóng, cái loại này cảm giác thoải mái càng ngày càng mỏng manh, cảm giác khó chịu ở, đang, mở rộng. Kerry hai tay ô ở tại bộ ngực mình trên, sắc mặt đỏ bừng, như là sự khó thở bình thường mồm to thở hỗn hển, dần dần. Kerry tay bắt được cổ áo của mình, nhẹ nhàng lôi kéo mở một ít, cổ ra lộ ra tảng lớn màu hồng da thịt, ý thức của nàng dần dần chuyển làm mông lung, nội tâm dâng lên chưa bao giờ có khác cầu. Vẫn nhìn Kerry hạ tá dần dần thu liễm tươi cười, sắc mặt dần dần chuyển làm cổ quái, da mặt mất tự nhiên rung lên. Ho độc dược. Tự hồ cái gì không đúng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 0018. Không thể tự kiềm chế. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hạ tá nhà gỗ bên ngoài, trong rừng cây nhỏ, họ bắt đầu trở nên lo âu, mi tâm ngưng tụ thành một cái vướng mắt, hắn cảm thấy một ít không đúng. Kerry đi vào quá lâu, còn không có đi ra, kế hoạch của hắn không phải như thế, mà nếu hạ tá thật là bò cạp đen. Không ổn. Ngươi qua đi xem. Ho xoay người chỉ vào ngồi ở rừng cây mặt đất sườn dốc trên yêu cơ nói. Yêu cơ đang cùng Mina thấp giọng đang nói gì đó, nghe xong ho mà nói, lập tức đứng lên, lướt qua trên cái mông lá rụng. Vâng, đại nhân. Yêu cơ đối ho không mình hành lễ, liền đi ra rừng cây, hướng hạ tá nhà gỗ bước vào. Ho vẫn nhìn yêu cơ đi tới hạ tá nhà gỗ trước cửa, nâng tay gõ cửa phòng, tự hồ không có người lên tiếng trả lời, lại nâng tay gõ, chờ đợi hai ba giây sau liền khinh đẩy nhẹ ra hạ tá cửa phòng, cửa chính là đóng lại, cũng không có khóa. Đại nhân, bên trong không có người. Yêu cơ quay đầu gào lên. Không có người. Ho cả kinh, theo cây mặt sau sông toàn bộ đi ra, chạy chậm lấy ra rừng cây, đến hạ tá nhà gỗ trước, mạnh mẽ lập tức tướng môn hoàn toàn đẩy ra, ánh mắt ở bên trong phòng rất nhanh nhìn quét, lập tức liền lại đi vào, ngăn tủ, dưới giường, mạnh sau ho đem hạ tá bên trong nhà gỗ có thể giấu người đích địa phương đều lật ra mấy lần quả thực không có người cuối cùng ho đẩy ra nhà gỗ cửa sau thấy được cái kia nối thẳng phía sau núi rừng rậm đường nhỏ hắn không có đuổi theo ra ngoài chính là đứng ở bên giường hướng ra phía ngoài nhìn một thân mồ hôi lạnh vô dụng nếu hạ tá thật sự mang theo kerry tiến nhập phía sau núi rừng rậm như thế đi vào có thể tìm tới hy vọng quá mơ hồ kia mảnh rừng rậm quá lớn còn có giả thú thường lui tới, không người quen đi vào, rất có thể bị lạc phương hướng. Ho bỗng nhiên minh bạch rồi, chính mình tự hồ làm một việc, hắn vốn tưởng rằng hạ tá như thế e ngại Kerry, làm cho Kerry hỗ trợ đi đưa thuốc đối phương nhất định có thể uống vào, mà mục đích của hắn lại là muốn xác nhận hạ tá đến cùng phải hay không bò cạp đen, nhưng hắn hoàn toàn không có lo lắng, nếu hạ tá thật là bò cạp đen hậu quả. Nếu hắn thật là bò cạp đen, như thế lấy hắn định cấp thân thể cách đấu năng lực chế phục kerry quả thực dễ dàng kerry là ho ngoại sinh nữ lại truyền thuyết cách đấu da ba nét cháu gái khả năng trong tiềm thức ho cho rằng không ai dám động kerry loại quan niệm này cũng bị hắn dẫn vào đến hạ tá trên người hắn không cho rằng hạ tá dám đối với kerry thế nào nhưng hiện tại kerry tiêu thất hạ tá cũng đã biến mất hắn nghĩ lầm rồi ho bắt đầu trở nên nôn nóng mạnh mẽ vẫy tay đem một bên chén nước trên bàn đánh lật tại đất, rồi sau đó liền bắt đầu ở, đang, hạ tá bên trong nhà gỗ đi tới đi lui, kỳ thực hiện tại hắn phải làm nhất, là đem chuyện này thông tri Kerry cha mẹ cùng với Gia Gia, làm cho bọn họ vận dụng thế lực đi tìm. Nhưng vấn đề là, chuyện này là ho làm đi ra, hạ tá cũng không sai, nếu không nên nói sai rồi, chỉ có thể là hắn cản ho đám người tại lộ. Là ho muốn truy tìm bò cặp đen thân phận, là ho làm cho Kerry đi tìm hạ tá, cũng là ho làm cho Kerry lấy thuốc cấp hạ tá. Ho đem Kerry dẫn vào trong lúc nguy hiểm. Hắn trốn không thoát trách nhiệm, nếu Kerry thật sự có cái không hay xảy ra, bà nét nhất định sẽ giết hắn rồi. Càng là hướng ở chỗ sâu nghĩ, ho liền càng thấy được cả người rét run, bò cặp đèn nếu như làm thương tổn Kerry, khẳng định có tội, nhưng chính hắn cũng khó từ nay tội. Hơn nữa, ở đang sân đấu tự do bí mật này ám muội hoạt động khẳng định cũng sẽ bị lật đi ra, rất nhiều người đều sẽ phải chịu liên lụy, bà nét tính tình hắn là biết đến, nếu hắn thương yêu nhất cháu gái thật sự xảy ra vấn đề gì, hắn nhất định sẽ ở, đang, yên lân thành nhất lên một cuộc địa chấn. Phía sau núi rừng rậm nơi nào đó, thân cạnh vạn lá ngọc Kerry đại tiểu thư ngồi tê đít dưới tàn cây, sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, mềm mại. Cảm giác khó chịu lan tràn toàn thân của nàng, thân thể của hắn không chỉ có ở, đang, nóng lên, còn tại ngứa, điều này làm cho nàng rất thống khổ, ý thức dần dần mông lung, Kerry giống như có lẽ đã không biết mình đang làm cái gì, quần đích đai đeo đã bị nàng vô ý thức bắt rớt, có chút bẩn thiểu áo sơ mi cũng băng rớt hai cái nút thắt, gắt gao trói buộc lấy thân thể áo ngực dần dần, dần lộ ra ngoài. Hạ tá đứng ở Kerry cách đó không xa, vẫn nhìn Kerry động tác, sắc mặt cổ quái đến cực hạn, hắn đã biết ho thuốc là cái gì. Kerry, không thể tự kiềm chế. Ân. Kerry phát ra ồ ồ giọng mũi, đưa vào trong áo sơ mi tay phải mạnh mẽ tách rời ra, còn mang ra một cái không công rộng dây vải. Kia là của nàng áo ngực. Bộ ngực của nàng ở, đang, một khắc này, thực, rất, thần kỳ bành trướng lên, chói mắt màu da trung động, hạ tá thậm chí thấy được kia phấn nộn nụ hoa. Cô lỗ. Hạ tá hầu kết nhẹ nhàng giật giật, nuốt nuốt nước miếng, hắn không nghĩ tới, Kerry đã vậy còn quá có lường trước, trước kia vẫn không nhìn ra. Dược hiệu tự hồ đạt đến nào đó điểm tới hạn, hai mắt vi hiếp lại Kerry ánh mắt vọt đột nhiên mở to vài phần, nàng xem hướng về phía hạ tá, ánh mắt cũng không thanh minh. Cứu ta, cứu cứu ta. Kerry thân mình mềm nhũng, lại ngã nằm trên đất, thân thể nàng giống như sâu bình thường dãy dùa, chậm rãi bò tới hạ tá bên cạnh, động tác thực, rất, chướng tai gai mắt, nhưng đổi một cái góc độ nghĩ, lại có khác một phen phong tình cứu ta ta khó chịu kerry bắt được hạ tá ống quần lại kéo lấy áo choàng từng điểm từng điểm đi đi lên kerry bỗng nhiên cảm giác dễ chịu một chút cái mũi hung hăng hít hà hạ tá mùi trên người mùi của đàn ông làm cho nàng cảm giác dễ chịu một ít hạ tá lâm vào khốn cảnh hắn không biết mình nên làm như thế nào lui về phía sau đi tới hắn trù trừ ánh mắt buông xuống một ít, nhìn Kerry chen chút ở, đang, trước ngực mình kia kinh người tuyết trắng, cuối cùng lựa chọn bất động. Hai má sưng đỏ Kerry bắt đầu xé rách hạ tá quần áo, buộc chặt áo choàng rất nhanh liền bị nàng ngăn một ít, tay nàng đưa tới hạ tá trong quần áo. Hạ tá hai tay rất nhanh đưa tới sau lưng áo choàng, đem súng cùng chủy thủ tất cả đều rút ra, giơ tay lên, vứt xuống hai bên dưới tàn cây trong bụi cỏ. Thật là khó chịu. Thật là khó chịu. Kerry ngữ khí dồn dập, thân thể ở, đang, hạ tá trên người cò động lên, môi ở, đang, hạ tá dưới cổ ba chỗ tìm kiếm lấy, không ngừng hôn môi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 0019 Uy đau không? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Hạ tá nhà gỗ Thùng 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 một trận tiếng đập cửa kèm theo cô bé hỏi ý hạ tá ngươi ở đâu không có trả lời không ở mang theo lớn đại đại vua sư mũ vivian nghi hoặc nhắc mãi một tiếng thoáng dùng sức đẩy một cái hạ tá cửa phòng cửa chi nha một tiếng liền mở bên trong nhà gỗ không có một bóng người hạ tá quả thực không ở vivian đi vào dạo qua một vòng lại nghi hoặc câu lại lông mày người nào vậy than thở lấy nói nàng lại quay đầu nhìn nhìn hạ tá phòng bài trí, mày nhíu lại sâu hơn, hạ tá phòng rất loạn, giường đệm chăn tựa hồ bị lật loạn qua giống như rối tinh rối mù, trên bàn xếp đặt sách cũng là bảy xoay tám oai, trên mặt đất còn có chén thủy tinh cặn. Lười gia hỏa, cái chén quan ngã cũng không thu lại. Vi ăn cái mũi nhỏ đáng yêu câu lại, nhò nhỏ khách sáo một chút, thoáng cái, hạ tá sau, liền bắt đầu cấp hạ tá thu thập phòng. Làm làm một người phù thủy, Vivian thu thập phương thức tự nhiên muốn đặc thù hơn, dùng gió nhẹ đến thổi đi cho bụi, dùng phù thủy lực lôi kéo khăn trải giường đệm chăn, dùng tinh thần lực xếp đặt sách vở. Vivian năng lực rất yếu, không có được bất kỳ năng lực công kích, thậm chí ngay cả hơi nặng gì đó đều không thể khống chế, nhưng dùng để sửa sang lại phòng nhưng vẫn là không sai. Ở, đang, cửa hàng phù thủy công tác kinh lịch, làm cho Vivian dưỡng thành dùng phù thủy phương thức sửa sang lại phòng thói quen, bởi vì này dạng không chỉ có có thể quét tước phòng, hay là đang rèn luyện chính mình. Dùng gần 5 phút, Vivian mới hoàn toàn đem hạ tá phòng quét sạch sẽ, cuối cùng hữu dụng, hút bụi thuật, rửa sạch, thanh lý, bên trong gian phòng cuối cùng một chút cho bụi. Làm tốt hết thảy sau, Vivian cầm quyển sách, nằm ở hạ tá trên giường trở mình nhìn lại, cửa không có khóa, cho nên hắn cho rằng hạ tá chính là lâm thời có việc đi ra ngoài, rất nhanh liền sẽ trở về, nàng quyết định chờ, đẳng cấp hạ tá kerry khôi phục thần trí đầu tiên cảm giác được đúng là đau đớn đến từ đống hỗn độn hạ thân ngay sau đó nàng liền cảm thấy dưới thân lá cây mang đến rất nhỏ ghim đau oanh oanh oanh, oanh. tai nghe được từng tiếng vỗ vào đồng tỉnh kerry hai tay chống mà thoáng bò dậy đầu tiên mắt liền thấy được đứng ở cách đó không xa dẫn theo trường bào không ngừng vỗ vào mặt trên bụi đất hạ tá kia trên quần đỏ ngầu khác chói mắt à ngươi đối với ta làm cái gì một tiếng thét chói tai theo sau đó là mang theo khóc âm gào thét hạ tá phủi áo choàng mắt lấy nhìn về phía thoạt nhìn sắp hỏng mất kerry không mặn không nhạt nói ta nhưng không có bắt buộc ngươi là ngươi chủ động à kerry ôm cái đầu thân thể cắt gao cùng mình con cùng một chỗ lại thét chói tai nàng không phải người ngu tuổi cũng không nhỏ đương nhiên có thể nhìn ra xảy ra chuyện gì kia khó xử hình ảnh bắt đầu ở Kerry trong đầu không ngừng thoáng hiện, nạn có thể nhớ lại một ít hình ảnh, là nạn, chủ động đi hướng về phía hạ tá. Ngươi hẳn là may mắn, đây không phải là độc dược, ít nhất. Ngươi còn chưa có chết. Hạ tá quyệt miệng sừng nói. Vô sĩ, khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Kerry bỗng nhiên đấu tranh đứng lên, thân thể trần truồng xông về hạ tá, nhưng vừa chạy ra hai bước, liền lại hai chân mềm nhũng ngã sắp xuống ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ. Kerry thoạt nhìn thật sự muốn qua đời, thân thể nàng cọ động lên đến một bên bên cây, cùng mình lấy nút ở cây mặt sau, không ngừng lẩm bẩm ngữ, rơi lệ không ngừng. Hạ tá rốt cục quét sạch sẽ trường bào, mặc vào buộc chặt sau, đi tới cây bên cạnh, nhìn toàn thân trần truồng Kerry, cười lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, ánh mắt lại đang Kerry trên người ngắm loạn lên. Ngươi nhất định sẽ chết, nhất định sẽ kerry quay đầu nhìn về phía hạ tá trừng mắt sưng đỏ ánh mắt cắn răng nói vì sao lại không phải lỗi của ta ta nhưng không có trêu chọc ngươi hết thảy đều là của ngươi sai hạ tá nhún vai cười nói đều là của ngươi sai đều là ngươi kerry hoàn toàn nổ đối với hạ tá bệnh tâm thần hét lớn vậy được rồi tùy làm sao ngươi nói hạ tá nhún vai dừng một chút lại khẽ mỉm cười nói ngươi vẫn là hay là cẩn thận suy nghĩ như thế nào lúc này rời đi thôi chỉ mong ngươi có thể đi ra ngoài chết tiệt ta nhất định sẽ giết ngươi kerry lại khóc lên song trưởng ông đầu gối đem đầu chôn ở giữa hai chân nội tâm cũng không kiên cường nàng đem chính mình phong đóng lại nàng cực độ thống hận hạ tá không nghĩ phải nhìn nữa hạ tá hạ tá nhìn kerry khinh khẽ lắc đầu chật chật hai tiếng sau đi tới một bên trong bụi cỏ nhặt lên súng của mình lại đã bên kia nhặt về chủy thủ, đem hai dạng đồ vật ở trên người một lần nữa mang tốt sau, liền chuẩn bị rời đi. Hắn cũng định rời đi quốc gia này, Năm nghìn kim tệ, cũng đủ làm cho hắn đi thuyền đến thế giới bất kỳ một cái nào địa phương đi, trận này biến cố không thể nói hoàn toàn cải biến nhân sinh của hắn kế hoạch, chính là đưa hắn thế giới lữ hành kế hoạch nói trước mà thôi. Trước khi đi, Hà Tá lại đi tới Kerry chỗ dựa vào bên cây, nghiêng đầu nhìn nhìn Kerry hắn vốn tưởng rằng Kerry còn tại khóc, hắn biết nữ nhân khóc lên là không dứt, nhưng tình huống chân thật lại cùng hắn nghĩ có thật lớn khác biệt. Kerry một bàn tay ôm đầu gối, đầu cúi đầu buông thõng, mà tay kia thì cũng là đưa tới giữa hai chân, cánh tay nhẹ nhàng động lên, hạ tá có thể nghe được rất nhỏ tiếng hư hư. Này, ngươi đang làm cái gì? Hạ tá kêu một tiếng. Kerry ngẩng đầu nhìn về phía hạ tá, trong mắt mang theo xấu hổ và giận dữ sắc sắc mặt ửng đỏ, hô hấp dồn dập, tay nàng vẫn như cũ đặt ở giữa hai chân, không chịu lấy ra nữa. Cái loại cảm giác này lại tới nữa, so với lần đầu tiên càng thêm mãnh liệt, mà cùng lần trước bất đồng chính là, hiện tại Kerry, là thanh tĩnh. Kerry đã muốn xấu hổ và giận dữ muốn chết, nàng rất khó chịu, cảm giác rõ rệt làm cho nàng căn bản không thể khống chế hành vi của mình, dần dần, Kerry cúi đầu, nàng không dám nhìn nữa hạ tá ánh mắt hài hước, gắt gao kẹp cùng một chỗ hai chân hơi hơi mở một đạo khe hở tay phải lại ép xuống một ít ân kerry phát ra khó xử giọng mũi nàng muốn khống chế nhưng càng phát ra thường xuyên vang dội một bên bỗng nhiên truyền ra sột soạt sột soạt thanh âm kerry quay đầu nhìn sang hạ tá chậm rãi cởi hết y phục của mình rồi sau đó hai tay chống nạnh đứng tại nguyên chỗ nhìn kerry không có đi đi qua cho kerry một cái xin cứ tự nhiên ánh mắt liền đứng tại nguyên chỗ chờ đợi. Vừa mới Kerry nhưng là kêu đánh kêu giết, đứng ở người bị hại góc độ thống mà hạ tá, hiện tại hạ tá ngã muốn nhìn, Kerry rốt cuộc có thể không có thể khống chế ở. Kerry thoạt nhìn vừa muốn khóc, mang trên mặt cực kỳ biểu tình ủy khuất, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, hô hấp dồn dập cơ hồ sắp lưng qua khí đi, nàng hoàn toàn không che giấu, hai chân gian rộng ra, chỉ vì theo đuổi kia đỉnh phong thỏa mãn. Nhưng, ăn qua thuốc nàng đã muốn bể dục khó điền, không có có nam nhân, nàng căn bản không cách nào tự quyết giải quyết. Thượng đế, vì sao? Kerry lại một lần nữa khóc, lập tức ngay cả bơi lội xoay người, dùng cả tay chân bò tới hạ tá bên cạnh, cầm lấy hạ tá hai chân ngửa đầu cầu xin nói. Cho ta! Cho ta! Ngươi chủ động nha! Hạ tá cười cúi đầu, đối Kerry lắc lư ngón tay, lập tức hai tay chọc vào Kerry hai dưới nách, đem Kerry lập tức nói lên, xoay người hướng về phía trước vài bước, đem Kerry đặt tại trên cây, thân thể thiếp hợp đi lên. Kerry hai tay ôm lấy hạ tá cổ, hai chân quấn lấy hạ tá eo, hơi hơi ngửa đầu, phát ra một tiếng kiều gáy. Hạ tá động tác thực, rất thô bạo, Kerry là thanh tĩnh, hạ tá suy nghĩ làm cho nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên lúc này đây, bàn tay dùng sức vuốt ve hai luồng không thể hoàn toàn nắm giữ đầy đặn, cao lớn cây cối theo động tác của hắn mà rất nhỏ rung động. Kerry tự hồ quên đau đớn, ánh mắt dần dần hoa mắt mê, từng tiếng vong tình gáy kêu, đem nàng dẫn vào nhục dục vượt sâu. Mười phút sau, theo một trận run rẩy, Kerry đi lên tuyệt vời đỉnh phong, mà hạ tá vẫn như cũ không có dừng lại đến, Kerry bắt đầu giãy dụa, xô đẩy lấy hạ tá, nhưng đang không ngừng dưới sự kích thích, rất nhanh nàng liền lại bị hạ tá gợi lên tê dại cảm giác, chuyển thành đón ý nói hùa. Lại qua mười phút, hạ tá rốt cục khống chế không nổi, song trưởng gắt gao ông ấp lấy Kerry kích thước lưng áo, đang rung động giữa phát ra gầm nhẹ, tự hồ là bởi vì hạ tá cuối cùng kích thích, Kerry cũng ngay sau đó phát ra nhất sung sướng kêu khóc, trèo lên đỉnh sung sướng đỉnh phong. Hồ, đại gia! Hạ tá thở phào nhẹ nhõm, một tay lấy Kerry đẩy đi ra, xoay người hướng chính mình đóng chồng lên nhau quần áo đi đến. Kerry ngã ở, đang, lá rụng chồng chất trên mặt đất, không nói được một lời ngồi dậy, núp ở rễ cây đem một bộ y phục mặc vào, lại đem vũ khí đựng tốt, buộc chặt áo choàng sau, hạ tá một bên buộc lên trên lưng dây lưng, một bên xoay người nhìn về phía vẫn không lên tiếng Kerry. Kerry cúi đầu, yên lặng rơi lệ. Này, đau không? Hạ tá kêu một tiếng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 0020 Ta đáp ứng ngươi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Kerry ngẩng đầu nhìn về phía Hà Tá, trong ánh mắt xen lẫn ủy khuất, tuyệt vọng. Nhớ rõ ngươi làm cho người ta đánh ta thời điểm, ta cũng vậy đâu, hiện tại chúng ta huề nhau. Hà Tá lại nói, "Ngươi giết ta đi." Kerry mở miệng, vừa mới liên tục không ngừng quát to khiến nạn tiếng nói trở nên khàn khàn. "Không không không, ta sẽ không giết ngươi, dù sao" ngươi cũng không còn muốn giết ta, ta đầy cái không thích giết ngươi. Hạ tá cười đáp lại nói. Ta nghĩ muốn giết ngươi, thì là ta giết không được ngươi, ngươi cũng nhất định sẽ chết. Câu nói sau cùng, Kerry là bệnh tâm thần kêu đi ra, ánh mắt khác kích động. Wow nha, ta rất sợ hãi. Hạ tá kỳ quái, song trưởng ông ngực bày ra thực, rất sợ hãi tư thế, hết sức trào phúng việc. Kerry đến chết cũng bất giác được chuyện này là trách nhiệm của nàng, cho nên hạ tá cũng sẽ không có lòng thương hại nhà đúng rồi ngươi cảm thấy hiện tại ho là ở tìm ngươi vẫn là hay là đang làm gì đó ngươi mất tích ngươi cảm thấy hắn sẽ biết làm như thế nào hạ tá bỗng nhiên vang lên ho vấn đề nói hỏi kerry không nói lời nào chậm rãi cúi đầu ta cảm thấy được ho nhất định sẽ trang làm cái gì cũng không còn phát sinh bộ dạng rời đi học viện nếu có người hỏi tới Hắn nhất định sẽ nói, ta chưa thấy qua ngươi, sau đó chuyện này hãy cùng hắn không sao rồi, ha ha. Hạ tá bật cười, hắn lại kích thích kerry, đem kerry kia mỏng manh muốn sống tín niệm hoàn toàn đánh tan. Ta đi rồi, chỉ mong ngươi có thể còn sống đi ra ngoài. Hạ tá xoay người rời đi. Madrid. không được không, người tây ban nha thực, rất chán ghét. Paris. Washington. Hạ tá vừa đi vừa lái mới nhắc mãi, hắn suy nghĩ chính mình nên đi nơi nào tương đối khá, đương nhiên là chọn thành phố lớn, như vậy trường học sẽ khá hơn một chút, hắn không phải thực, rất, thích người Tây Ban Nha, bởi vì hắn chính là theo Tây Ban Nha thuộc địa đi ra, cho nên Madrid bị cái thứ nhất phủ định. Đợi. Chờ một chút. Hạ tá phía sau bỗng nhiên xuất hiện khàn khàn tiếng gào. Ân. Hạ tá nghi vấn lấy quay đầu, nhìn về phía Kerry, gào lên. Làm sao vậy? Ta thân ái Kerry đại tiểu thư. Lại. Lại tới nữa. Thật là khó chịu, cứu cứu ta. Kerry khóc hô, cái gì thể diện, cái gì rụt rè, cừu hận gì, nàng hiện tại khó chịu phải chết, nhưng không có dũng khí tự sát. Cái gì thuốc? Mạnh như vậy. Hạ tá lẩm bẩm ngữ một tiếng, nhìn phía Kerry do dự mà không biết nên không nên đi qua. Kỳ thật hạ tá cũng rất mệt, Liên tục hai lần, trung gian, ở giữa, thời gian nghỉ ngơi rất ngắn, đương nhiên, hạ tá, thiên phú bỉnh dị, lại đến cũng không thành vấn đề, nhưng chủ yếu là thích cũng thẳng thắng, khí cũng đi ra, có còn hay không lại đến tất yếu. Bỏ qua đến Hạ tá đối với Kerry ngoắc ngoắc tay trưởng, cao giọng kêu lên. Hai người cách xa nhau không sai biệt lắm có 50m, cũng không tính xa, nhưng một Kerry hiện tại thân thể tình hình mà nói, nàng bò qua đi nhất định sẽ khó khăn trên thực tế hạ tá cũng không phải thật không có điểm mấu chốt nhưng đối với kerry hắn đem mình điểm mấu chốt thả vô cùng thấp hắn không nhớ rõ kerry ấu đã vũ nhục qua chính mình bao nhiêu lần cơn tức này tự nhiên là có thể ra liền tận lực ra đừng như vậy van cầu ngươi kerry thoạt nhìn mau muốn qua đời đối với hạ tá ngoe ngoảy đầu quát to lấy hạ tá lại thờ ơ đứng tại nguyên chỗ một bộ yêu tới hay không bộ dạng kerry khuất phục rồi nhưng người trở mình bò tại trên đất thân thể trần truồng một chút đi hướng hạ tá, chân của nàng mỗi động một lần đều đã cảm giác được đau đớn, ở, đang, hơn nữa cái loại này tê dại cảm giác, đây cũng không phải là dục tử dục tiên có thể hình dung. Hạ tá vẫn nóng nhìn lấy Kerry, bởi vì Kerry là đi lấy đi, trước ngực hai luồng mềm mại lớn nhất hạng độ rủ xuống lấy, nhét chung một chỗ không ngừng chấp lên, đối hạ tá như trước có rất lớn lực hấp dẫn. Kerry rốt cục bò tới hạ tá bên người, tự hồ đã trải qua một thế kỷ như thế dài lâu, nàng bắt được hạ tá mắt cá chân, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, ngửa đầu khóc nói. Giúp ta một chút, cầu ngươi. Hạ tá cầm lấy Kerry cánh tay, đem nàng nói xả đến bên cây, rồi sau đó đem Kerry hai tay ấn trên tàn cây, lại kéo một chút Kerry eo, hướng về phía trước nói một chút, Kerry ở, đang, hạ tá đùa nghịch dưới bày ra một bộ tay vịn cây đưa lưng về phía hạ tá, cái mông cao cao nhất lên tư thế. Hạ tá liên y phục đều lười được cởi, đứng ở Kerry phía sau trực tiếp rộng mở áo choàng, đem quần cởi đi xuống một ít. Trong rừng rậm ba lên gần sóng. 30 phút sau, Kerry giống như rỉ ra một bãi sườn nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần, nước mắt tựa hồ cũng đã muốn chảy khô, một bên hạ tá lại sảng khoái tinh thần mặc vào quần. Ngươi còn cảm thấy ta đáng chết sao? Ta nhưng là cứu ngươi ba lượt. Hạ tá một vừa sửa sang lại người áo choàng, một bên tùy miệng hỏi kerry không nói lời nào vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất nếu không phải có thể cảm giác được hô hấp của nàng hạ tá thật đúng là sẽ biết nghĩ đến nàng đã chết ta đi rồi chúc ngươi may mắn hạ tá lại phải rời khỏi đừng chớ đi kerry ngẩng đầu nhìn lấy hạ tá ánh mắt đau thương kêu lên vì sao không đi ta phải đi về giặt quần áo đều làm dơ hạ tá nâng tay gõ gõ cổ áo cho bụi nhìn kerry nói Ta không nghĩ chết ở chỗ này." Kerry lắc lư đầu nói, lập tức cố hết sức xoay người, từng điểm từng điểm bò đến hạ tá bên cạnh, bắt được hạ tá ống quần, "Đừng bỏ lại ta, ngươi muốn thế nào đều được, chúng ta có thể lại đến." Kerry cầm lấy hạ tá áo choàng, từng điểm từng điểm leo lên, lấy đứng lên, thoáng sưng đỏ môi bắt đầu hôn môi hạ tá, tay tại hạ tá trên người sờ loạn lấy. Hạ tá vẫn không nhúc nhích, mắt liếc thấy Kerry thủ đoạn nham hiểm. Chết tiệt! ngươi phải chết. Kerry bỗng nhiên bước ra trở ra, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, nạn đối hạ tá vạn phần thống hận kêu la, hai tay nắm chặt cầm lên, vừa mói, hạ tá trên người lấy ra súng, cánh tay thoáng run run. Hạ tá giơ lên hai tay, nhìn Kerry chậm rãi hướng lui về phía sau hai bước. Ta muốn giết ngươi, ngươi đi chết. Kerry đối với hạ tá hô lớn, cánh tay run run hơn kịch liệt, nhưng kia căng đặt ở cò súng trên đít ngón tay chính là khấu trừ không đi xuống kerry căn bản là chưa từng giết người hơn nữa nàng thật sự có tất yếu giết hạ tá sao nàng thống hận hạ tá nguyên nhân đơn giản chính là hạ tá ô uế thân thể của nàng nhưng trên thực tế vấn đề này cũng không phải hạ tá lỗi thuốc là kerry lấy ra muốn mạnh rót cấp hạ tá lại bị hạ tá phản tưới trở về mặc dù có trả thù thành phần ở bên trong nhưng nếu thật sự luận đúng sai sai nhất định là kerry nếu chuyện này không phải hạ tá lỗi như thế phía sau hạ tá thì càng không sai bởi vì đều là Kerry chủ động. Là Kerry đem chính mình dồn đến tuyệt lộ, giết hạ tá, nàng rất có thể cũng sẽ chết tại đây rậm rạp trong rừng rậm. Hơn nữa, hạ tá là trong đời của nàng người đàn ông đầu tiên, là được đến nàng lần đầu tiên nam nhân. Vài điểm nhân tố, tất cả đều ảnh hưởng tới Kerry ý tưởng, khiến nàng chậm chạp không thể giữ lại cò súng. Kỳ thật khi biết được hạ tá là bò cạp đen thời điểm, đối Kerry mà nói vẫn là, hay là, thực, rất, kinh diễm ít nhất, hạ tá cũng không phải như nàng sở nghe đoán cái kia dạng, là một yếu đuối vô năng người. Lạch cạch. Kerry mạnh mẽ bỏ lại súng, xoay người quỳ rạp trên mặt đất, ô ô khóc lên. Ngươi thật sự nên may mắn, vô dụng kia thanh chết tiệt súng, thương. Hạ tá đi đến Kerry bên cạnh, đem súng thập lên, đem súng đẩy ra nhìn nhìn trống rỗng súng, thương, thang, khẽ lắc đầu, lại đem súng, thương, hợp tốt, đừng trở về sau lưng trên. Chúng ta như vậy, ngươi đáp ứng ta, không đem hôm nay trong rừng cây chuyện tình nói cho bất luận kẻ nào, không tìm ta phiền toái, ta liền mang ngươi đi ra ngoài, như thế nào? Hạ Tá đẩy một cái Kerry đầu, dừng một chút lại nói, "Về sau ngươi đừng quấy rầy ta, ta cũng vậy không phiền ngươi, coi như cái gì cũng không còn phát sinh qua, được không?" Hạ Tá cải biến chủ ý, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Kerry vừa mới không có nổ súng, có giết Hạ Tá cơ hội, Kerry lại động thủ lần đầu tiên là như vậy, như thế sau còn muốn giết, liền khó khăn, thậm chí trong lòng rất khó nổi lên ý nghĩ này. Hạ tá không thể nắm lấy Kerry đến tột cùng là nghĩ như thế nào, hắn chính là càng muốn ở lại chỗ này mà thôi, dù sao đã tại nơi này học tập một cái học kỳ, đối với nơi này rất quen thuộc, cũng mãn ý học tập hoàn cảnh, đổi cái địa phương vừa muốn bắt đầu lại từ đầu, hạ tá không nghĩ như vậy. Ta đáp ứng ngươi. Kerry đồng ý, liên tục ba lượt, đối cô bé mà nói khó nhất có thể chuyện tình bọn ta làm, trên người nàng đã muốn mất đi nên có kiêu ngạo cùng kiên cường, phản chi, vẫn muốn đem nàng để tại trong rừng sâu núi thẳm hạ tá đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn dẫn nàng đi ra ngoài, điều này làm cho trong nội tâm nàng ngủ vị pha. Chỉ mong ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hạ tá nâng ngón tay chỉ Kerry, lập tức hướng nam rất nhanh chạy tới, không bao lâu liền đi tới lần đầu tiên dược hiệu phát tác đích địa phương, Kerry quần áo, mũ vớ đều ở nơi nào trừ bỏ quần áo nút thắt băng phôi vài cái bên ngoài đều là còn có thể mặc chẳng qua có chút bẩn mà thôi hà tá cầm này đó chạy trở về kerry bên người bỏ lại nói mặc vào đi chúng ta lúc này rời đi thôi kerry cầm lấy áo ngực chậm rãi khỏa ở trước ngực nắm chặt rất nhiều hà tá vẫn đứng ở một bên nhìn kerry cũng không có quát bảo ngưng lại còn có tất yếu sao rất nhanh kerry mặc y phục trên người hạ thân lại muốn phiền toái một ít, bởi vì nàng chân mỗi đồng một chút, thoáng cái, đều rất đau, xuyên thấu đi tự hồ thực, rất khó khăn. Ta giúp ngươi chứ. Hạ tá bỗng nhiên thân túng lấy quần, cũng không đợi Kerry phản đối, liền giúp đỡ Kerry mặc vào, phút cuối cùng còn tại Kerry trên cái mông vỗ nhẹ nhẹ hạ xuống, liền giúp đỡ Kerry đứng lên. Đem Kerry vượt qua ông vào trong ngực, hạ tá ngửa đầu ánh mắt xuyên thấu qua lá cây khoảng cách nhìn nhìn bầu trời, lập tức liền tìm đúng phương hướng, dốc lòng cầu học viện chạy tới. Kerry song trưởng ông hạ tá cổ, đau thương nhắm hai mắt lại, hạ tá chạy động tốc độ càng lúc càng nhanh, ở, đang, trong rừng cây cơ hồ đã hình thành một đạo làm cho người ta khó có thể thấy rõ lướt ảnh, ngắn ngủi 10 phút, hạ tá chạy tới rừng rậm phía ngoài nhất, nhà gỗ ngay tại hơn 10 m bên ngoài. Hạ tá đứng ở phía sau một cây đại thụ, đem Kerry để xuống. Hư hạ tá đối Kerry khoa tay múa chân một cái chớ có lên tiếng thủ thế, thu thu áo choàng, hướng nhà gỗ đi đến. Hắn muốn mang Kerry phản hồi nhà gỗ tẩy trừ, đương nhiên mình cũng muốn tẩy trừ, nhưng đầu tiên muốn xác định trong nhà gỗ không có những người khác ở, đang. Vừa mới tới gần nhà gỗ hơn 10 thước xa, hạ tá liền ngừng lại, cuối người ở, đang, một người cao cỏ dại ở bên trong, cái mũi ngửi ngửi, hắn nghe thấy được thản nhiên thảo dược thơm hạ tá rất nhanh quay trở về đại thụ sau, tư định giá một chút, thoáng cái, sau, liền cởi bỏ màu đen trường bào, khóa lại Kerry trên người, đem mũ cài lên, cam đoan bên ngoài không có người có thể nhìn ra nàng là Kerry, rồi sau đó, lại nghĩ nghĩ, tay trái năm ngón tay hiện ra móc câu, đặt tại chính mình trên cánh tay phải. Làm sao vậy? Tâm tình rất không yên tĩnh, sợ bị người nhìn đến mình bây giờ bộ dáng Kerry khẩn trương nhỏ giọng hỏi. Đừng lên tiếng, Vivian ở, đang, trong nhà gỗ mặt. Hà tá nhắc nhở Kerry, ngay sau đó tay trái mạnh mẽ dùng sức, soạt một tiếng, hắn trên cánh tay phải ống tay áo bị xé nứt rồi, đồng dạng tới cùng nhau, xé rách, còn có hắn trên cánh tay phải làn da. Cánh tay phải của hắn trên, bị chính hắn ngạnh sinh sinh lấy ra một đạo tương tự với giả thú công kích ra vết trảo, miệng vết thương bên ngoài trở mình, máu tươi nhất thời bừng lên, hắn lập tức lại vung lấy cánh tay phải đem những vết máu kia giọt nhuộm ở tại của mình quần áo trên kerry đã muốn mở to hai mắt nhìn tay che miệng suýt nữa gọi ra nàng không rõ hạ tá vì sao làm như vậy hạ tá cũng không còn cùng nàng giải thích chỉ tái lần dặn một tiếng đừng nói chuyện sau đem kerry vượt qua bế lên dài rộng trường bào lại bị hắn buộc chặt một ít lập tức hạ tá vượt qua của mình nhà gỗ hướng về học viện phương tây nam chạy tới tuy rằng còn chưa khai giảng nhưng lưu hiệu học sinh cũng không ít hạ tá theo học viện khu cư trú chạy qua, đưa tới rất nhiều ánh mắt khác thường cùng kinh hô. Vẫn chạy đến cao lớn xa hoa trước biệt thự, ông Kerry hạ tá dùng sức gõ cửa phòng. Nhận định cũng một giây thời gian, biệt thự đại môn mạnh mẽ bị rớt ra rồi, Fanny nhìn cả người là máu hạ tá mở to mắt hỏi. Ngươi làm sao vậy? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.